Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe ha. Bạn trai, giới thiệu đi bạn. Xin chào chú Quyền Linh, cô Cát Tường, bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay. Mình tên là Dương Tùng Khương, 25 tuổi. Mình đang là làm nhân viên IT tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên quán mình là Cà Mau. Khương ở Cà Mau, làm IT ở quận mấy? Con làm ở Tân Phú. Tân Phú, 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào mọi người đang ở trường quay. Em tên là Lê Thị Thu Minh, năm nay em 27 tuổi. Em quê ở Bình Thuận. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng ở Gò Vấp và em cũng đang ở Gò Vấp luôn ạ. Minh 27 tuổi. Dạ. Vậy là Minh lớn hơn Nhất gái 2... lớn 2, dì trai lớn 1. Sao thấy sao không trai? Dạ, ngay gu con. Hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Dạ. Ủa sao gu con là sao? Trong cái form đăng ký là con có điện là con thích lớn hơn con 1 hoặc 2 tuổi. Vậy đúng gu đúng không? Dạ. Vậy tốt. Trời ơi, chú lo nó không đúng gu á. Rồi, được thì rồi đó tôi, chú chọn đúng gu hết trơn á. Ưu điểm, ngoại điểm của Minh là gì? Em có một ưu điểm là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em yêu thích động vật. Và đặc biệt em rất là thích chó. Con nào lùng lùng mập mập em thích lắm. Thích mập lùng lùng hả? Dạ, anh nên trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi. Ý em nói thích bạn trai giống chó hả? Không, nói chung là mập mập tròn tròn tí anh. Tự nhiên so sánh thích chó mập mập lùng lùng, người thích người cũng mập mập lùng lùng giống giống vậy, anh tưởng đâu giống đó. Bên đây kia, chiều cao cân nặng nhiêu thử coi có giống không? Dạ, con cao 1m77, nặng 79kg. 77? Dạ. Nặng 79. Dữ vậy ta? Trời ơi, vậy là cũng mập mập lùng lùng. Mập mập tròn tròn rồi. Em gái bên kia mà nặng bao nhiêu ký? Dạ em cũng chuẩn lắm anh, em 1m50, nặng 50kg. Trời ơi. 50 vậy là thua đây, xa rồi. Dạ không sao. Càng cao càng tốt. Rồi, còn bên kia thì ưu điểm, nhược điểm của em là gì? Ưu điểm con là dễ gần, hòa đồng, vui tính. Nhưng mà khuyết điểm con là cũng hơi nóng tính. Vui tính mà nóng tính nữa. Dạ. Tướng con mà nóng lên quýnh ai quýnh lại trời. Có hút thuốc lá. Hút thuốc lá. Yeah. Nhưng mà con dự định là nếu có bạn gái thì sẽ bỏ. Bỏ. Yeah. Một bỏ ngày hút mấy gói không anh? Ngày hút 7 điếu à. 7-8 điếu đó chịu nổi không? Cũng tạm. Mà điếu nó dài bằng cái ống tre vậy đó. Hút thuốc lào luôn chứ thuốc. Thôi nha, đừng hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe ha. Yeah. Bạn gái chia sẻ chút xíu về tình trường của bạn đi. Dạ em thì em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Thì mối tình đầu tiên của em là đúng người nhưng mà không đúng thời điểm. Còn mối tình thứ hai thì là sai người nhưng đúng thời điểm. Ủa lần sau? Có nghĩa là lúc đó em mới ra trường á, thì vẫn chưa có tính về chuyện tương lai lắm. Nên hai đứa không có đến được với nhau. Mối tình thứ hai thì trong khoảng thời gian quen biết thì em thấy bạn ấy lăng nhăng. Sai người. Dạ, sai người nhưng thời điểm em cũng đã chuẩn bị đủ để có thể lập. Đợt này là trúng người trúng thời điểm là hốt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì cưới được? Dạ nếu mà cảm thấy hai bên hợp với nhau thì cuối năm cũng được. Cuối năm nay được luôn? Dạ. Cuối năm còn có mấy tháng nữa? Dạ 4 tháng là đủ tìm hiểu, 3 tháng còn tháng chuẩn bị. Rồi đó coi, nhanh lẹ dữ vậy. Bên rất kia rất bản lĩnh. Chịu không? Theo kịp bên dạ. đây không cưng? Dạ chịu. Đúng gu không? Dạ đúng gu luôn. Đúng gu luôn. 3 tháng tìm hiểu, tháng chuẩn bị kịp không? 1-2 tháng cũng được. Rồi đó coi. Thích là cưới. Rồi chàng trai trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ là trải qua 2 mối tình chính thức thôi. Một mối tình là quen một người là hơn 2 năm. Sao bỏ? Là tại vì bạn nó đi làm thêm buổi tối như là có người khác. Có người khác chứ ta làm thêm buổi tối ta tốt chứ có gì đâu. Không có đúng. Người khác ta bỏ mình. Dạ. Còn mối tình thứ hai là cái bạn nó quê ở ngoài Quảng Bình á. Sao con quen xa từ Cà Mau tới Quảng Bình vậy? Tại bạn nó cũng học tập ở trong này á. Rồi sao chia tay? Là bạn ấy nói là về quê để đi Đức. Có người thân ở bển bảo lãnh, bển làm gì đó. Rồi có người khác luôn. Dạ. Sao thê thảm quá vậy? Vậy ta quen ai cái người đó có người khác vậy? Rồi. Cái này dứt khoát là phải bám lấy nha, không để có người khác nha. Cho nên chuyện này được là cứ gấp luôn, cứ lẹ luôn. Để em thôi người ta hớt tay trên của mình nữa đó. Dạ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn trai có thể cao 1m7 nhưng mà nãy nghe bạn nói 1m77 là đủ rồi. Ngon, 77. Ngon. Bạn trai phải trung thủy, không có lăng nhăng. Rồi. Cũng đừng có tính toán kỳ bo quá. Không, tính anh cũng không khoáng lắm. Không. Mẫu người lý tưởng mập tướng tá cao thấp mập ốm.
Dạ thì 1m7 mà nặng 70kg là thấy tròn tròn là được. Còn bạn là 79 là nó vượt 2kg rồi, giảm hơn 2kg là đẹp. Đâu có, 77 với 79 là nó dao động trong cái khoảng đó không đó. Ừ, nó thích mập. Nhưng mà số đẹp kìa. Trời ơi, còn số đẹp nữa hả? Bây giờ còn gì nữa không? Dễ nhìn một chút. Tướng tá sao, có tập gym tập gì không? Thích không? Dạ không cần ạ. Không cần đúng không? Dạ. Thích bạn trai mấy muối? Một muối à, một muối à. Một muối à. Ngay luôn. Này ngay một muối luôn, đúng không? Một muối luôn. Điều gì không thích nhất ở người bạn trai? Thì em không thích nhất là tính lăng nhăng đó chị. Có lăng nhăng không con? Dạ không. Tướng dạ. Lúc ngủ thì lăng, lúc nói thì nhăn. Bạn trai giờ cao to đẹp trai rồi, xung quanh phụ nữ nhiều có ghen không? Dạ không. Nó là chủ yếu là do bạn thôi. Bạn muốn thì mình đâu có cản được đâu. Nên em thích tự nguyện thôi. Chính xác. Ta là muốn rồi không có cản được. Thành ra quan trọng là lòng tin thôi. Con trai muốn tìm bạn gái thì sao? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Dạ còn cao thấp 50 á, 1m50 đó. 1m50 được. Được không? Nặng 50 50kg luôn á. Dạ số, không sao. Số đẹp đâu. Vậy là con thấy là cũng dễ nhìn rồi. Dễ nhìn ha. Dạ. Để chú qua chú coi coi bạn gái tương lai thế nào. Dạ chào anh. Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Lấy chồng ở Cà Mau xa lắm. Xa, bữa nay có xe đưa rước luôn. Bình thường lắm anh. Vậy làm dâu Cà Mau được không? Ở đó có thể lập nghiệp được thì em cũng có thể về được. Ủa nghề em là gì? À em đang là trợ lý kinh doanh. Kinh doanh tức là biết kinh doanh đúng không? Dạ. Em có mơ ước sau này mình kinh doanh gì không? Dạ có, mơ ước em nhiều lắm. Em thì đang làm trong cái ngành là cho thuê thiết bị xây dựng. Thì em cũng đang muốn làm thương mại ngành đấy. À tốt. Anh thấy cô gái bên đây rất là dễ thương đó. Dạ. Bạn trai thích cái người, không thích người con gái có những cái điểm gì? Dạ con không thích mẫu bạn gái mà lăng nhăng hoặc là tính toán hoặc là hổng hào này kia. Con gái đâu mà tính gái toán mà lăng nhăng hổng hào mệt lắm. Phụ nữ ít có lăng nhăng, ít có hỗn hào lắm. Dạ. Lăng nhăng chỉ thuộc về đàn ông hơi nhiều. Còn gì nữa không? Dạ không, con dễ lắm, tiêu chuẩn dễ con lắm, dễ lắm. Đơn dạ. Giản quá vậy con. Hồi nãy bạn gái đã kể tật xấu của mình cho bạn trai nghe chưa? Dạ chưa. Mình có những tật xấu gì? Dạ em thì cũng ít tật xấu lắm, chỉ có hay quên là chính thôi. Hay quên? Dạ, những chuyện nào không quan trọng em hay quên lắm. À. Dạ, còn cái nào mà quan trọng thì em nốt hết rồi. Vậy cũng đâu có sao. Tao thì coi bên đây coi. Chà. Cũng bự dữ hen. Mới 25 tuổi hả con? Dạ. Sao lấy vợ được con? Sớm quá. 25 tuổi con nghĩ là cũng kết hôn cũng là được rồi. Mà chuẩn bị gì chưa mà đòi kết hôn? Thì chuẩn bị, con chuẩn bị được cái nghề nghiệp với kiến thức rồi chứ. Vật chất nhiều quá thì cũng nhưng nhờ mà giờ ba mẹ một phần. Đụng cái lấy vợ về liền rồi sinh sống ở đâu? Con là phụ thuộc cho bạn nữ nữa. Hoặc là về quê bạn nữ sống. Hả? Còn ở rể cũng được nữa. Hoặc là bạn nữ về nhà cha mẹ sống. Tại vì nhà con có hai anh em à. Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn này cũng được luôn. Ừ, có nghĩa là dễ lắm phải không? Tùy dạ, bạn gái quyết định. Dạ. Tại vì con cũng có một người em gái nữa. Con suy nghĩ là nếu mà con nuôi cha mẹ vợ tốt thì anh em rể con sẽ nuôi cha mẹ con tốt. Hay vậy hả? Dạ. Nghĩ vậy luôn á hả? Dạ. Cưới luôn. Cưới luôn. Con nói thiệt không vậy? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Con nói thiệt mà. Chắc cú phải không? Đẹp trai lắm nha. Đẹp trai lắm á. Hốt này, liền đi. Trai đi với ai? Hốt liền nha. Dạ, dạ con đi với dì con. Dì thấy cháu vô tương lai bệnh sao? Nói chung về ngoại hình thì rất là ok. Còn về tìm hiểu thì cũng phải cần có thời gian à. Theo dì thì cháu dì lấy cô gái bên kia về thì có đủ sức lo cho cô gái, và khi mà sinh con đại cái có đủ kinh tế để lo cho cô vợ con không? Theo em nghĩ thì cháu em nó có thể có đủ khả năng đó. Ừ. Nãy giờ giống như qua tìm hiểu thì hai cháu cũng cứ nghe theo trái tim của mình đang mách bảo. Rồi cảm ơn dì. Em gái đi với ai vậy? Dạ em bữa nay em đi với gia đình, với bạn và chị đồng nghiệp ạ. Ba em. Ba em hả? À có ba. Dạ con chào chú. Xin chào chương trình. Chào MC Quyền Linh. Chào MC Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trường quay. Chào cháu trai. Con của chú thì tính của nó thì nãy cũng đã nói rồi, tính tình cũng vui vẻ hoạt bát, nhưng mà điều có cái cũng hơi nóng nóng một chút. Chương trình đã giúp cho hai cháu gặp nhau, thì nếu hai cháu thấy được hợp tình hợp ý thì hai cháu cũng tìm hiểu thêm chút nữa để bước thêm một bước tiếp dạ. Theo rồi bây giờ mình mở rào, mình xem mặt rồi mình nói chuyện coi hiểu không. Mở rào. Cảm ơn. Em cũng có quà cho anh.
Em có một cuốn sách này là mang tên là Đón Nhận Thay Đổi. Mình tiếp thu những cái gì mà thay đổi thì mình sẽ phát triển mình hơn. Anh Thái Lộc, cảm ơn em. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau nói chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Tuy nóng tính nhưng chắc mình cũng hiền đúng không? Dạ, em hiền nhất công ty á. Dạ. Vậy là cô biết công ty thì sao? Anh có thích nuôi chó không? Có, nhà lúc nào cũng yêu quen lúc nào chó. Dạ, nên có được, nếu mà được nuôi thì em cũng rất là thích nuôi một con chó. Được chứ. Có chịu không hay gì? Chịu, anh thích chó với mà mèo là anh thích lắm. Dạ. Bữa tối em có thường hay đi chơi không? Dạ thì hiện tại em cũng đang một mình á, nên em cũng ít đi lắm, em ở nhà không à. Nên em cũng lên đây để tìm người dẫn em đi. Dạ anh dẫn em đi không? Dạ đi. Nãy cổ đòi kết hôn sớm đó, bàn với ảnh đi, anh chịu không? Mạnh dạn lên em trai. Tại sao mà em lại muốn kết hôn sớm? Một mình buồn anh, thì em muốn có một người bên cạnh. Buồn vui mình chia sẻ với nhau. Về tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ có những đứa con rồi, nói chung một gia đình vui. Khi nào thì anh kết hôn được? Anh thì tính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Kế hoạch cũng giống em. Em có thường hay chửi người khác không? Không ạ. Dùng từ chửi em... Làm gì tới chửi vậy? Em chỉ hơi lớn tiếng thôi. Đúng rồi. Dạ. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Em thấy bạn cũng phù hợp với tiêu chuẩn của em. Còn tính cách thì còn phải tiếp xúc thì em mới biết được. Bạn trai cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy bạn nữ khá ok. Nói chuyện với bạn đi, anh cảm nhận em như thế nào? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh thấy như thế nào? Em cảm thấy em rất là hiền đó, có nét hiền. Dạ em hiền lắm. Không gu không? Mắt đẹp. Thôi giờ cảm ơn anh. Tại vì thôi giờ người ta chỉ khen em có nụ cười đẹp chứ chưa ai khen mắt đẹp. Có thích không? Dạ cũng thích. Thích. Dạ. Bây giờ em tiến lên em. Em thích được không? Em thích được không? Hả? Dạ. Bây giờ em có thích được không? Bây giờ em tiến lên em tới em nắm tay cô gái ấy, em tỏ tình với cổ hoặc là em hát tặng cổ một bài. Chứ hỏi người ta em thích anh không? Gái mới gặp lần đầu em thích anh không? Sao người ta trả lời? Con đang bị đau họng, con đọc một bài thơ được không? Thì cũng làm gì làm, thì đứng lên nắm tay cổ đi là... Mạnh dạn lên. Bài thơ này là trên lúc nãy con đi xe qua con viết. Mới làm hả? Xúc dạ. Cảnh thành thơ. Thơ tự làm luôn hả? Dạ. Rồi đọc đi. Có duyên mới gặp một lần, không duyên chẳng gặp lần nào người ơi. Thiền anh hạnh phúc xa khơi, em kêu một tiếng anh bơi vô liền. Mong trời kết chỉ xe duyên, chầu cao anh tới năm sau đón nàng. Năm sau luôn hả? Hài. Có lúc mà con làm thơ đó, con có tưởng tượng ra cô này không? Tưởng tượng ra thế nào? Con cũng có tưởng phần, tại con thích cái mẫu bạn gái hơi thấp một tí. Là tưởng lúc mà làm thơ này là tưởng tượng mẫu đó vậy đó hả? Dạ không nghe bài thơ nhưng mà đúng với của con, cái gu của con. Đúng gu con thì đúng. Dạ. Thì mới đem trầu cao tới chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á là con nói một lời gì mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ gì cô ấy, mình muốn cái gì, một câu nữa thôi, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Anh với em gặp cũng là một cái duyên, thì còn cái nợ hay không thì chưa biết, nhưng mà trước mắt thì hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Em đang nghĩ gì về cô gái ấy? Em nghĩ chắc là trong cô gái ấy có nhiều cảm xúc đó. Sao em biết sao ta nhiều cảm xúc? Con phải biết gì không, con? Nhưng mà con thích những người mà sống nhận nội tâm cái cảm xúc nhiều á, con thích những người vậy. Chung là thích. Thích. Thôi thích được rồi. Cảm xúc là thích. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Coi vậy chứ to to con vậy chứ cũng hiền. Chân thành. Cái này được đó. Em có thích anh không? Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để tiến đến hôn nhân. Phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng em. Đây. Nắm tay bạn gái đi nào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nói một tiếng gì với lại bác đi. Dạ, xin phép bác cho con và em được hẹn hò. Em tên gì? My. Dạ, cho con và My được Minh. Xin Minh, Thu Minh. Dạ. Cho con và Minh được xin phép hẹn hò với nhau. Dạ, cảm ơn. Xin nữa. Cho con xin phép được hôn
em Minh à. Thà hôn trước mặt còn hơn hôn lén lút. Bác đồng ý rồi đó. Nói chứ tụi nhỏ dễ thương ha chú ha. Đây, những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Rinsed Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn ha. Các bạn đưa nhau đi, tìm hiểu nhau đi nha. Thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời dạ. Ơi, vậy là trúng rồi ha. Cặp đôi đầu tiên cũng đã thành công. Hai em rất là dễ thương, có thể nói cũng còn con nít lắm. Nhưng hy vọng với sự hỗ trợ của hai bên gia đình, hai bạn sẽ tiến xa hơn trên đường hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. Em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều, chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải bệnh nói nghề nhiều nghiệp, ha. Bệnh nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có hai mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên, đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng rồi, có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng nhiều năm ạ, 2-3 năm ạ. Rồi bạn gái. Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn ha. Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại nhưng người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn. Là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối rồi chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi, coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn, em cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiều. Chúc cặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha.
Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. À, đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? À, mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời, dạ, ơi, em chào anh. Gái cho Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lanh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hủi mùi thuốc không được ạ. Em bị ngợp ạ. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ, được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Ờ, được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. À, với lại... Ừ, gì nữa? Yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà không hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. À, hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó dạ. Là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ, hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi, giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết, làm dâu được không? À, anh ở Cần Thơ luôn hả? Anh Cần Thơ, anh con Út. Em con một nên đi xa không được, nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rể được không? Bắt làm rể thì mình vẫn chấp nhận, tại vì mình thương thì mình chấp nhận. À, mình thích bạn trai cao, thấp, mập, ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó, bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào, coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em. Vì mẹ em có việc nên không có đi được. Rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Rồi mẹ trẻ chào đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp, thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi. Rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đi hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng, thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim ha, tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ.
về kinh tế không? Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta. Nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Bạn em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay kích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng à lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dâng hơn. Vì mình xa, vì... Em cung quá Rồi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Lần đầu tiên em cung như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta để tay bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau, đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đấy. Tay em bị đổ mồ hôi vậy. Không sao em. Tại hồi đó giờ không ai em nắm á, nó mới đổ mồ không hôi sao, đó. Không sao, tay anh đổ hơn. Trời ơi, tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, không sao, ấn tượng nha. Nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm thấy nhận sao? Như thế nào? Dạ mắc cỡ rồi. Mắc cỡ mỗi nhanh quá à. Hùng để lâu lâu Hùng nó miết miết chút xíu là lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên, nó quan trọng lắm. Nào để y nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu từ từ, để y nguyên, để y nguyên. Thấy sao hả? Hồi hộp. Em cảm thấy sao? Dạ cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thích không? Dạ hết là được rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn là một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.
Đây, có hoa của em luôn. Rồi. Chị. Tìm hiểu nhau nha, cặp này cũng được đó. Rồi. Hi. Chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái ngồi. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả cùng chị Cát Tường và bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thiện, em năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Đắk Lắk. Và công việc của em là làm nhân viên viễn thông Viettel ạ. Tức là Thiện ở Đắk Lắk luôn. Dạ đúng rồi. Vào để tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hoài Linh. Chào anh Quyền Linh, chào anh Nam bên đó. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Tô Đình Ngọc Diệu. Em 27 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk. Ngọc Diệu 27 tuổi, tức là lớn hơn Thiện 1 tuổi. Dạ. Có ngại gì vấn đề đó không các bạn? Dạ không sao anh. Diệu là đang làm công việc gì? Dạ em là bác sĩ. Hiện em đang làm ở trường đại học Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk đó chị. À, đâu hai bạn hỏi thăm coi mình có ở gần nhau không? Em ơi, nhà em ở đâu vậy em? Dạ, nhà em ở huyện Krông Búc ạ. Em làm ở Buôn Ma Thuột. Em làm trên đó lâu chưa? Dạ, em ra trường được 3 năm là làm được 3 năm rồi ạ. Nhưng mà em vô Sài Gòn học nâng cao ạ. Em học lên gì em? Dạ, em học thạc sĩ ạ. Thạc sĩ. À, khát vọng cũng cao lắm ha. Thạc sĩ rồi tiến sĩ đúng không em? Dạ, tiến sĩ chắc chục năm nữa anh. Không sao. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ, em đang làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ ở Sài Gòn. Một năm nữa em sẽ về Đắk Lắk làm. À, hiện tại là đang ở thành Sài Gòn. Một dạ. năm nữa mới về lại Đắk Lắk. Dạ, đúng rồi. À, ráng đợi một năm đi, rồi mình sẽ về quê luôn. À, rồi bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì, Diệu? Dạ, em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Trời, biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chứ. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Như vậy là quá tuyệt vời. Cô bác sĩ bên kia hơi đa tài đó nha. Nếu mà là bác sĩ thì chắc nhà em rất là hợp. Tại vì nhà em có anh làm dược sĩ, rồi có anh đầu làm bác sĩ đang làm ở trong Đồng Nai. Con em là gì sĩ? Dạ em cũng có chút nghệ sĩ anh. Có không? Dạ có. Có biết hát hò gì không? Dạ em biết hát rồi, biết chơi đàn. Ồ vậy là cũng nghệ sĩ rồi. Dạ. Anh nghĩ rằng là em hát một cái bài nào đó cho nó không khí thử coi sao. Dạ có một cái đặc biệt là em muốn hát trực tiếp cho bạn nữ nghe. Trực và tiếp em hả? Em sẽ hát bạn nữ qua một cái điện thoại. Là sao? Dạ. Là gọi điện thoại đó hả? Dạ gọi điện thoại. Em hay hát cho bạn nữ nghe qua điện thoại di động. Vậy giờ lấy điện thoại di động ra đi. Dạ điện thoại không có anh. Em sao la có chuẩn bị điện thoại khác đặc biệt hơn anh. Thôi gì? Dạ dạ đây ạ. Dạ. À cái này trò chơi ngày xưa đó mà. Dạ đây là chiếc điện thoại đầu tiên em xài anh ạ. À bây giờ anh sẽ chuyển điện thoại qua anh kia cho bạn gái nghe ha. Muốn hát hò gì đó hát. Rồi đây trái tim này nằm bên kia. À, tôi nghi lắm rồi, tôi nghe là tôi biết cái lon rồi. Đó. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo. Alo em nghe rõ không em nghe ơi? Nghe rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy giọng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm, đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối như cánh én tôi đi tìm xuân tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. Và xin hết. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Không có cái lon này nghe rõ không? Cũng rõ. Rõ luôn. Nói chung bạn trai muốn nhắc về một cái ký ức ngày xưa ha. Quan trọng là cái điện thoại có trái tim nha. Rồi, cái này để giữ làm kỷ niệm ha. Rất lãng mạn. Chút xíu hai bạn đem về để ở chung phòng á. Rồi cái mình gắn mỗi đứa nghe cái cho nó chơi. Bữa nào gây lộn cũng gắn cái này nghe. Cãi nhau cũng vui.
À, hai bạn nãy giờ mình nói ưu điểm, mình chưa có ai nói khuyết điểm hết ha. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là về giao tiếp. Người ta nói là bị chậm một nhịp với chị. Nên là trong giao tiếp thì em thường hay cười trừ, chứ đối đáp thì cũng không có nhanh chạy cho lắm. Người giỏi cái này phải giờ mà dở cái khác. Bạn trai có khuyết điểm gì không em? Dạ, tính em hơi bề bộn, cẩu thả. Ở nhà đồ đạc em hay vứt lung tung, nhiều khi em không có nhớ. Nhỏ em hay có tính là tẩy máy. Đồ đạc ở nhà là không bao giờ yên với em hết á. Tivi hay tủ lạnh gì là em hay tháo ra em coi hết trong đó. Ráp vô. Dạ, mà ráp vô có lần không coi được anh. Thiếu đúng không? Thiếu hoặc là dư. Em ráp vô không biết sao, em ráp y chang gì mà không coi được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai? Sao vậy? Lý do? Cũng giống như là trong giao tiếp em bị chậm một nhịp thì trong tình cảm cũng giống vậy á chị. Em cần nhiều thời gian để mà vậy có thể... Trong điều trị em có chậm một nhịp không em? Dạ không, trong điều trị thì chậm mà chắc em. Đúng rồi, trong điều trị mà chậm một nhịp là hậu quả nghiêm trọng lắm á. Bạn nam nói chung cũng phải kiên trì một tí thì mới có thể làm cho em rung động được. 27 năm nay thì chưa có ai đủ mặt dày để rước em đi. À, phải kiếm một người có mặt dày mới được đúng không? Mà hồi đó giờ chưa có ai đeo đủ em luôn hay sao? Dạ có, nhưng mà họ không có kiên trì lắm. Em hơi lơ lơ cái là họ cũng dê luôn. Mà em có thích tao không mà em lơ? Chưa thích chị, chưa thích lắm. Tại vì em chưa thích lắm, chứ nếu em thích lắm em đâu có lơ. Hy vọng bữa nay không có lơ nha. Em có kiểm tra lại cái giới tính của mình không? Nhiều đêm cũng vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhưng mà trước giờ chưa thích bạn nữ nào theo cái kiểu đó hết. Nhưng mà vậy là em chưa có được nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ. Chưa có. Dạ. Bạn trai thì sao? Có mối tình nào chưa em? Dạ, em thì từ trước đến giờ thì em đã trải qua 2 mối tình. Dạ, một mối tình thì từ thời học sinh sinh viên. Bỏ qua. Mối tình mới nhất. Mối tình mới nhất thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Tại vì vấn đề bên đạo. À rồi. Thôi chuyện đó mình phải chịu thôi ha. Chuyện cũ bỏ qua. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao em trai? Dạ. Có chút nữ tính với lại có chút nữ tính thôi hả? Dạ. Bên kia có một chút nữ tính đó. Mẹ em thì không có con gái cho nên là ba mẹ cũng rất là thương nếu mà ai chịu đồng ý về làm dâu nhà em. Rồi, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người có thể khiến em cười cả ngày. Chỉ vậy thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ngoại hình, tính cách. Ngoại hình thì nói chung nó chỉ là cái phần giá trị gia tăng thôi. Đẹp trai thì tốt, mà không thì cũng không sao. Có cái điểm nào em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá. Thích hơi xề xòa một chút. Nó đây ở đâu có dọn đâu, cả tuần không dọn á. Dạ em nghe cái đó em đúng rồi. Khoái rồi. Dạ, nói coi, khoái em. Mốt em về em dọn chết luôn á, chứ em khoái cái gì không biết. Dạ, em thích dọn dẹp nhà chị. Thích dọn dẹp nhà vậy là làm dâu được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, chừng nào đám cưới được em? Dạ nếu tốt thì khoảng chừng 1 năm đến 2 năm chị ạ. Ví dụ sau này lấy cô về rồi nhưng mà cô vẫn muốn học lên nữa, cô học lên tiến sĩ nữa. Dạ học được hết chị, cho. Sao chị? Dạ được. Rồi có phụ cô nuôi con chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho cô đi học không? Dạ cái đó thì em biết làm chị ạ. Cái em có chắc thể à? Dạ chắc chị. Có ga lăng không? Dạ em thì cũng vừa vừa chị. Không thấy nghĩ ra mấy trò đó là thấy vui rồi. Dạ. Cố gắng cứ lâu lâu tạo ra trò vậy là hạnh phúc rồi đó. Dạ. Nha. Rồi mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với má với mấy dì ạ. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào cháu trai trên chào đó. Cô ạ. Dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình cũng thường theo dõi chương trình này lắm. Dạ. Thì mình thấy chương trình cũng rất là hay. Thì cũng chính mình là động viên Diệu là đăng ký chương trình để may ra là có một cái cơ duyên nào đó mà cháu có thể là có một tình yêu. Chứ vì mẹ thấy con 27, 28 tuổi rồi mà không dẫn bồ về nóng ruột lắm. Cháu bên này thì mới nhìn thì cái ngoại hình thì cháu hơi nhỏ con. Nhưng mà cháu ăn nói rất là có duyên. Nhìn thì cháu cũng hớn hỉnh, vui vẻ. Như vậy là vô là hợp với gia đình mình. Chứ cái cậu nào mà vô mà nhà mình thì hay nói giỡn, mà nói giỡn không hiểu là chết. Cậu thanh niên này thì nhỏ hơn con 1 tuổi thì má cũng thấy hơi lo lo. Là vì con gái mà lớn hơn tuổi rồi, không biết sau này con có già hơn cậu bên này không. Nhưng mà thôi thì cũng là một cái duyên. Cậu thanh niên này với con thì bấm nút tìm hiểu nhau đi, rồi là để mình có một cái mối tình đầu. Má sợ gái chưa có mối tình đầu hả? Cảm ơn cô.
Trời ơi, có người mẹ dễ thương quá. Thôi giờ nói gì vài tiếng với cô đi. Nếu mà được phép mà chăm sóc bạn gái bên cạnh con cô thì con sẽ hứa, sẽ hết lòng chăm sóc cho bạn ấy. Nhưng mà với Diệu nó hơn con 1 tuổi. Dạ. Thì con có nghĩ đó gì? Thì cũng không có quan trọng lắm cô ạ. À. Dạ, miễn sao hai đứa mà hợp nhau là được. Rồi, dạ, cô yên tâm dạ. Rồi hả cô ha. Bấm nút đi, dạ. Kiếm mối tình đầu đi. Rồi, đây bạn trai đi với ai? Dạ, thì hôm nay thì em đi với anh trai em. Dạ. À, anh ruột hả? Dạ, anh ruột. Anh cả hả? Dạ, dạ. Dạ, chào anh. Chào chị Tường và anh Linh. Chào tất cả các vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Văn Tiến, thì là anh cả của Nguyễn Văn Thiện. Em là bác sĩ, làm ở Đồng Nai. Anh nhận xét cô gái như này như thế nào? Về cô gái này, ngoại hình thì rất là dễ thương và rất hợp với Thiện. Rồi, bây giờ thì chúng ta kéo màn cho hai bạn gặp mặt đi. Mở rào. Lần đầu gặp em thì anh có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em rất là thích ạ. Còn cái này là cái quà em tự làm. Còn cái cây này là má em trồng ở Đắk Lắk đem vô. Dạ anh cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ tâm sự với nhau đi nè. Nếu mà hai mình quen nhau thì em nghĩ là mình bao nhiêu lâu sẽ tiến tới hôn nhân được? Nên là 1 năm trở lên thì mình mới có thể hiểu được nhau ạ. Một người đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Buôn Mê Thuột đó, thì chúng ta sẽ hẹn hò cách nào? Nếu mà em trống thời gian rảnh thì em có thể sắp xếp vào thăm bạn nữ được. Dạ em bây giờ đang làm đề tài thì cũng hay về. Em cảm nhận về người đối diện em như thế nào? Em cảm nhận thì bạn nữ nhìn rất là hiền, rất là nhân hậu. Gia đình có ở đây chắc ba mẹ sẽ đồng ý hết. Cảm ơn. Nãy bạn gái nói là bạn gái làm đủ thứ hết trơn á, bây giờ em biểu diễn một cái tài lẻ nào đó tặng bạn trai được không? Dạ, anh có sẵn lòng người nghe coi không ạ? Okay. Yeah. Wow. Wow, quá dữ luôn, thấy chưa, chịu nổi không? Chết rồi, chịu không nổi rồi. Bác sĩ cũng có bác một cái sĩ nha. Tinh thần nghệ sĩ nha. Anh có cảm thấy là nó hơi quá không? Không, cái này bây giờ thì cũng thấy bình thường, em đâu có gì đâu. Cho cuộc sống nó vui hơn, quá hay. Đâu có gì đâu mà quá đâu em. Không có gì phải bó buộc hết nè. Rất là dễ thương đấy, lúc nào mà anh giận lên em nhảy bài hết giận. À, chúng ta nói xíu về tương lai đi. Tiền bạc ai lo, con cái thế nào? Thử xem một vẻ bức tranh hạnh phúc thế nào. Nếu sau này thì hai đứa có đến với nhau thì tiền bạc thì nếu mà em làm ra thì em giao cho vợ em giữ hết, em không giữ. Em cũng tự nguyện giữ tiền của anh. Con cái như thế nào? Anh thì anh thích là hai đứa con trai, một đứa con gái. Thì dạ. Gia đình nó sẽ rất là nhìn nó nên lớn mạnh và nó ổn định. Con do ông trời ông cho thì mình nhận thôi chứ cũng không có tính trước được. Anh đến đây là anh mục đích chính là anh cũng muốn tìm một người nào đó để đi với anh trong cuộc đời này. Hôm nay anh đã tìm đúng người. Mong thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau để tiến tới một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp sau này. Dạ. Em cũng tới đây là cũng làm nghiêm túc muốn tìm một mối quan hệ để xây dựng gia đình. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta đến đây ai cũng vậy, rất là nghiêm túc. Thành ra không bấm nút vì bất kỳ điều gì mà chúng ta bấm nút vì trái tim của mình thôi các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa, sao em? Em có bấm không chị? Em có bấm không? Có. Lo quá thì em bấm chậm đúng không? Em có bấm mà hình như nó chưa có vô. Đấy, một chút xíu trục trặc nho nhỏ. May mà cái duyên nó cũng đã đến ha. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn.
con xin phép con hôn bạn. Nụ hôn đầu đời đầu đấy nha. Bạn trai tuy là nhỏ tuổi một tuổi nhưng mà rất là chững chạc nha cô nha. Đấy, chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc sớm nhất. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà. Tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagyo ở tất cả các hệ thống Yagyo trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagyo trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagyo sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagyo Việt Nam. Rồi, hãy đưa nhau đến đập phim để chia sẻ, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Cái này vô gặp phim hai đứa móc điện thoại nói chuyện với nhau vui lắm. Máng gì đi về luôn đi. Rồi, vô kia nói chuyện với nhau. Còn bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai thôi mọi người nhé. Em hâm mộ câu lạc bộ nào ạ? Đội tuyển nào mà trai nó đẹp đẹp thì em xem thôi ạ. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7. Hả? Cái gì mà không thích người đàn ông nữa không? Dạ được rồi chị. Anh cứ giống chị đúng không ta? Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, trai giới thiệu về mình đi. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Thanh Hiếu ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em đến từ Bình Định. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, sống ở quận 9 và em làm việc ở Đồng Nai. Sống quận 9, làm việc Đồng Nai, quê Bình Định, sao nhiều chỗ quá. 30 tuổi hả? Dạ. Hiếu 30 tuổi. Dạ. Làm văn phòng nhưng cụ thể là làm gì? Dạ, em đang làm là việc quản lý kho của công ty Cám ạ. Quản lý kho. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, em tên Nguyễn Thị Phúc, em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Hiện nay em đang làm nhân viên văn phòng tại quận Thủ Đức ạ. Vậy sát Đức cơ quận 9 là cũng gần rồi ha. Hai bạn quê cùng Bình Định luôn. Đâu hai bạn hỏi thăm thử coi Bình Định có gần nhau không? Bạn ở Bình Định mà ở khúc nào ạ? Anh ở Bình Định, anh ở Phú Mỹ em ơi. Còn em? Dạ em ở Hoài Nhơn mà ở khúc Tâm An Nam á, ngang chỗ Sứ Dừa luôn. Dạ em tới Hồi Hương chưa? Dạ cũng khúc đó luôn á anh. Khúc đó có bà con gì không? Dạ có. Hỏi coi có quen bà con gì không? Có bữa cặp lên đây nói hồi lòi ra bà con thì về đó. Hỏi đi, hỏi cho chắc đi. Em có ngay cái đoạn mà chỗ cái cầu đường sắt bắt đi qua mà gần tới đèo Bình Đê đó, em có đoạn đó không? Dạ không, em ở ngang chỗ đoạn mà gần giáp Quảng Ngãi luôn anh. Gần giáp Quảng Ngãi là gần đèo Bình Đê rồi. Hỏi xem em thích gì, có hỏi vòng vòng có quen lần nào chưa? Ưu điểm em gì, nhược điểm em gì, hai người nói chuyện luôn đi. Ưu điểm của em là gì vậy mà? Ưu điểm của em là dễ gần, rất là thân thiện, biết nấu ăn, biết cắm hoa, biết may vá quần áo. Còn ưu điểm của anh là gì vậy? Ưu điểm của anh là coi như năng động, nhiệt tình, biết nấu ăn, biết làm việc nhà và biết chơi đa số các môn thể thao. Em cũng rất thích cái môn thể thao. Anh có biết bóng chuyền không ạ? Anh biết bóng chuyền. Em có thích bóng đá không? Dạ có, em cũng thích bóng đá. Hồi học trung học em có làm thủ môn bóng đá. Em hâm mộ câu lạc bộ nào ạ? Em không có hâm mộ câu lạc bộ nào, tại đội tuyển nào mà trai nó đẹp đẹp thì em xem thôi ạ. Rồi, ưu điểm đó, bây giờ hỏi khuyết điểm của nhau đi. Để cho biết cái tật xấu dạ, của nhau. Dạ, khuyết điểm của anh là gì ạ? Tại vì tính anh hơi nhiệt tình nên là thường đa số bạn bè rủ đi nhậu đi chơi thì anh thường khó từ chối. Với đối thì anh hay dễ quẹo.
Anh có nhậu nhiều lắm không ạ? À? Thỉnh thoảng thôi, tại vì có công việc đi làm nên là cũng không có nhậu nhiều. Chỉ có dịp cuối tuần đi nhậu với em với hoặc là qua nhà anh em bà con thôi. Còn khuyết điểm của em ạ? À? Em nói chuyện không có được khéo léo cho lắm, hay là mít lòng người khác, với lại hơi nóng tính xíu. Không sao, hay nóng tính thì anh nhịn được mà. Em gái có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Lý do là sao chia tay? Dạ, em chia tay cách đây 3 năm. Là lúc đó em còn sinh viên nên chưa được trưởng thành, chưa thấu hiểu nhau. Còn bạn trai, mấy mối tình rồi em? Dạ, thưa chị, em có 2 mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là được 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen nhau được 2 năm, chia tay cách đây cũng được 3 năm ạ. Tại vì mối tình đầu thì bạn gái đi du học bên Nhật. Mối tình thứ hai thì em với bạn gái cũng xác định, nhưng mà gia đình nhà bạn gái xem tuổi bảo là không hợp nên là chia tay ạ. À, thế gia đình em có coi tuổi gì không em? Dạ không ạ. Không hả? Chứ để quen xong thời gian rồi coi tuổi không hợp rồi mất công lắm. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái trang tình yêu mới ha. Một cái hạnh phúc mà chúng ta đang rất là cần kề. Hy vọng các bạn sẽ hợp ý với nhau. Xin hỏi bạn gái là bạn muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người không có gia trưởng, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Nhậu nhẹt thì ít thôi. Trai bên đây dọn dẹp được này, em có nói được. Nhưng vấn đề gia trưởng có không? Em không gia trưởng. Không gia trưởng. Nhưng ngoại hình? Cao trên 1m7, tại em cao lắm. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m7. Hả? Em cao 1m7, yên tâm, bên đây 1m9. Rồi, được rồi, 1m9, yên tâm. Không có hút thuốc nữa vậy? Không hút thuốc, chào dạ. Em gái, rất dễ thương. Em có hút thuốc không? Dạ, em thỉnh thoảng thôi ạ. À. Thỉnh thoảng thôi, có thể bỏ được không? Khi mà công việc áp lực với hơn nữa, khi đi nhậu em xỉn thì mới hút thôi. Vậy là thỉnh thoảng thôi. Em cứ gặp mùi thuốc là em tránh xa xa. Yên tâm, quen là em cứ tránh hoài là bỏ, thấy không? Dạ. Rồi, còn cái gì mà không thích người đàn ông nữa không? Dạ được rồi chị, dạ, anh. Anh cứ giống chị luôn hả ta? Nhiều người cứ nói chị Quyền Linh không à. Chắc là phải về kiểm tra lại giới tính của anh coi sao. Thì ghét. Cô gái bên kia rất là xinh, rất là cao. Mà anh thấy em cũng cao nữa. Em cao 1m7? Dạ, em cao 1m76 ạ. 76, được chưa? Bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được nè? Nếu mà em cảm thấy được thì khoảng nửa năm. Nửa năm? Một năm. Làm dâu được không? Dạ được. Được đúng không? Không ngại gì hết ha. Khỏe. Chào chị ạ. Cao ha, 1m76. Bao lâu tiến tới hôn nhân được em? Dạ, em thì cũng như bạn gái tầm nửa năm cho tới 1 năm ạ. À. Còn nếu được sớm hơn cũng được ạ. À. Sớm hơn cũng được? Dạ. Sớm hơn về rồi lấy cưới rồi ở đâu? Dạ, thì hiện tại thì coi như em ở đây thì em đang ở trọ ạ. Nhưng mà em nghĩ trong 2-3 năm nữa thì em có thể... Đã định cư trong Nam luôn hay về là Bình Định? Dạ em định cư trong Nam luôn. Định cư trong Nam luôn. Em quay qua bên anh Linh coi. Rồi cái tóc em cắt là model gì vậy? Dạ cái tóc em ở xong em đọc nó nguy hiểm lắm, nó bị ấy à. Một bên lắng con vậy đó hả? Còn bên nó dài vậy đó hả? Em không biết ra vào tiền cái tóc người ta cắt sao thì về vậy. Cũng điệu lắm hả nha, em có ghen không em? Dạ có. Có, bên đây là đeo đồng hồ, đeo nhẫn, đồ tóc tai, đồ ghê gớm lắm. Nói chung em cũng hơi thích bụi bụi một xíu. Phải không? Bụi không biết có bụi không, nhưng mà cũng là phải sành đó. Thôi được rồi, cặp này thì thấy được ổn rồi đó. Cái chiều cao như em là kiếm người cao hơn là cũng hơi khó. Dạ, phần ế là cũng cao quá. Đó. Trai có yêu cầu gì người phụ nữ không? Dạ, em không thích một người phụ nữ tính tình coi như hay soi mói. Soi mói? Dạ, em không có soi mói đâu anh. Nhìn thẳng chứ không có soi. Phải biết kính trên nhường dưới, như thế được rồi. Thế được rồi. Anh nghĩ cô gái bên kia có đầy đủ những cái yêu cầu của em rồi đó. Bây giờ mình khảo sát người thân như thế nào? Hôm nay em đi với ai? Em đi với đồng nghiệp và em gái của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và anh trai và toàn thể quý vị ngồi đây ạ. Dạ em tên là Huyền, em là đồng nghiệp của chị Phúc ạ. Hai người tới đây cũng là cái duyên rồi. Ảnh cũng có nét hợp với chị Phúc ạ. Dạ. Hợp không? Dạ hợp. Hợp cái gì? Cao giống nhau anh. Cao hả? Dạ. Cao chưa nói lên điều gì, quan trọng là cái cách sống, cái cách cư xử, cách giao tiếp hàng ngày mà em thấy của chị đó có hợp với ảnh hay không? Dạ cũng có ạ. Cũng có luôn hả? Dạ. Em thấy hai người bấm nút được không? Dạ được ạ. Cái ý kiến của em gái coi em ruột phải không? Em thấy sao? Anh rể tương lai được không em? Dạ vâng, em chào chị Cát Phượng, Cát Tường ạ. Và anh vừa lên ạ. Đi về luôn ạ. À, dạ vâng, em thấy anh hôm nay, anh đây nhìn cũng ngang ngang với chị ạ. Cũng bụi bụi giống chị, gọi là có cái tính cách cũng giống giống với nhau.
Và em thấy hình như là anh đây cũng gần gần ở nhà mình, với lại em cũng thấy quen quen nữa. Quen nữa hả? Dạ. Không biết là có gặp hay không. Em có gặp trong đám giỗ, đám quải, đám cưới sinh nhật lần nào chưa? Dạ không, nhìn hai anh chị rất là hợp ạ. Chị em có tật xấu gì nãy giờ chị chưa nói không? Dạ, con cái là chị rất là khó tính ạ. Nhưng mà chị nhanh nguôi lắm ạ. À, giận đói mà nhanh là cũng vui đó phải không? Vậy không sao. Dạ vâng. Rồi nói chung là cặp này bấm nút không? Dạ được ạ. Được ha. Dạ vâng. Ủng hộ ha. Dạ. Cảm ơn em. Theo khảo sát hai đứa em gái thì bấm nút hết á. Giờ tới khảo sát đàn trai coi sao. Dạ, hôm nay em đi với hai đứa em họ của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào mọi người khán giả trong trường quay. Thì em là em họ của anh Hiếu. Hai anh em là chơi với nhau từ rất là nhỏ rồi, nên là em là rất hiểu tính anh Hiếu. Tính anh em là rất là chung thủy. Anh em là một người rất là thấu hiểu, rất là thấu hiểu cái suy nghĩ của cái người đối diện. Hai người đến đây á thì cũng là một cái duyên. Thì hai người tạo cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Như vậy là cũng một phần nào hiểu về bạn trai bên đây ha. Rồi, bây giờ mở cửa hàng rào ra tâm sự. Đến chương trình đúng không anh đàn em? Trời, hai người cao dễ sợ luôn á. Cao quá. Rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Em có biết sao anh đàn em là Hoa Hướng Dương không? À, Hoa Hướng Dương một phần là thể hiện là tình yêu vĩnh cửu. Anh muốn em lúc nào cũng tươi tắn xinh đẹp như một bông hoa hướng dương hướng về luôn hướng về. Dạ, em cảm ơn ạ. Cái gì đó? Cảm nhận lần đầu tiên như thế nào? Em à, anh đã đi 1/3 quãng đường, hy vọng 2/3 quãng đường còn lại sẽ có người đi cùng, và anh mong người đó là em. Anh này cũng lãng mạn dữ ha, tặng hoa rồi, thơ rồi. Dạ, anh hỏi thiệt bạn trai, trước khi bạn viết cái câu đó đó, bạn có tưởng tượng được cái người mà hôm nay bạn gặp mặt không? Em cũng tưởng tượng người, hôm nay em gặp mặt người tóc khoảng tầm ngang vai, mặc váy màu trắng. Có tưởng tượng tóc ngang vai mặc váy trắng nữa hả? Wow. Em thấy bên anh này cũng nhìn hiền, cười cũng có duyên. Em làm ở Thủ Đức là em làm ở đoạn nào? Em đang làm trong khu chế xuất Linh Trung 1 á. Ở thì ở gần Cấp Mát, quận 9. Quận 9 làm việc á? Dạ. Anh cũng ở gần đó. Vậy tiện quá à ha. Dạ, em thường khoảng một năm em về được bao nhiêu lần? Dạ, một năm về 2 lần. Tết với lại thường thường đám giỗ. Ít bữa nữa là giữa tháng là em có về một lần để đám giỗ. Quá trình đó em nói để anh thu xếp về với em ha. Quan điểm của tình yêu về của anh như thế nào ạ? Quan điểm của anh về nhà thì phải biết lo toan nhà cửa, nuôi con cái. Nhưng mà không cần phải là của như em là một mình. Lúc nào cũng có anh chia sẻ nên là không phải lo chuyện đó. Phải chung thủy, hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Nhà anh có bao nhiêu người ạ? Nhà anh thì có 4 người. Hai chị đầu với một với em gái. Có mình anh là cha thôi. Hai chị đầu với em gái có chồng hết rồi. Còn nhà em khoảng mới được bao nhiêu người? Dạ, nhà em đông lắm. 5 người ạ. 5 người ạ? Dạ. Một anh trai với 4 chị em gái. Em là con giữa. Dạ, em con giữa, là kẻ út luôn. Dạ, lúc em giận thì anh sẽ làm những gì ạ? Nếu lúc em giận thì coi như anh sẽ tìm hiểu xem lý do là tại sao em giận. Nếu là lỗi của anh thì anh xin lỗi. Nhưng mà nếu không phải lỗi của anh thì thường đàn ông con trai sẽ là người xin lỗi trước. Sẽ tìm cách để mà làm cho em hết giận. Anh có lãng mạn lắm không ạ? Anh cũng có hơi hướng lãng mạn. Em cũng vừa thực tế mà vừa lãng mạn. Nhiều cái mình thực tế quá thì thấy nó khô khan quá. Có chút gì đó lãng mạn xíu. Như nếu mà hai đứa đến với nhau được thì coi như em muốn sinh bao nhiêu đứa hả? Quan điểm của em là trai gái cũng được ạ. Tầm 2 đứa là được ạ. 2 đứa là anh được. Anh thì anh thích con gái đầu. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, mình nói với đối phương nghe cái cảm xúc thật sự bây giờ trong lòng mình, rồi chúng ta quyết định. Anh thấy em xinh xắn, dễ thương, cao giống anh. Hai đứa mình đến với đây thì cũng là một cái duyên rồi. Vì thế hai đứa mình thì tự tạo cái nợ cho nhau. Anh hy vọng hai đứa mình sẽ đến được với nhau. Anh gái cảm nhận thế nào về những chia sẻ của bạn trai? Anh thấy ảnh chín chắn, có suy nghĩ thấu đáo. Tất cả đều nói lên bằng cái nút bấm ha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Nãy giờ chúng ta cũng đã có cái thời gian đủ để cảm nhận được nhau rồi ha. Nếu trái tim chúng ta thật sự rung động
có xao xuyến với đối phương thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu không thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của nhau. Bấm nút là hẹn hò. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nào. Trời ơi, hợp lý nha. Đây là chiếc vé xem phim đầu tiên để gửi tặng các bạn. Đến đó chúng ta có một không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau ha. Gửi tặng các bạn. Đấy, làm thủ tục đầu tiên đấy các bạn. Hôm mà gì mà nhăn dữ vậy không biết nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Ở đây là bó hoa hướng dương, mong em lúc nào cũng đẹp như bó hoa ha, hướng về phía bình minh. Hãy cố gắng tìm hiểu nhau và cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn hai bạn hạnh phúc. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe ha. Bạn trai, giới thiệu đi bạn. Xin chào chú Quỳnh Linh, cô Cát Tường, bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay. Mình tên là Dương Tùng Khương, 25 tuổi. Mình đang là làm nhân viên IT tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên quán mình là Cà Mau. Khương ở Cà Mau, làm IT ở quận mấy? Con làm ở Tân Phú. Tân Phú, 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia và chào mọi người đang ở trường quay. Em tên là Lê Thị Thu Minh, năm nay em 27 tuổi. Em quê ở Bình Thuận. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng ở Gò Vấp và em cũng đang ở Gò Vấp luôn ạ. Minh 27 tuổi. Dạ. Vậy là Minh lớn hơn Nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1. Sao thấy sao không trai? Dạ, ngay gu con. Hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Dạ. Ủa sao gu con là sao? Trong cái form đăng ký là con có điện là con thích lớn hơn con 1 hoặc 2 tuổi. Vậy đúng gu đúng không? Vậy tốt. Trời ơi, chú lo nó không đúng gu á. Rồi, được rồi đó. Tụi chú chọn đúng gu hết trơn á. Ưu điểm ngoài điểm của Minh là gì? Em có một ưu điểm là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em yêu thích động vật. Và đặc biệt em rất là thích chó. Con nào lùng lùng mập mập em thích lắm. Thích mập mập lùng lùng hả? Dạ, anh nên trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi. Ý em nói thích bạn trai giống chó hả? Không, nói chung là mập mập tròn tròn tí anh. Tự nhiên so sánh thích chó mập mập lùng lùng, người thích người cũng mập mập lùng lùng giống. Giống vậy anh tưởng đâu giống đó. Bên đây kia, chiều cao cân nặng nhiều thử coi có giống không? Dạ, con cao 1m77, nặng 79kg. Cao 77? 77. Dạ. Nặng 79. Dữ vậy ta. Trời ơi, vậy là cũng mập mập lùng lùng. Mập mập tròn tròn rồi. Em gái bên kia mà nặng bao nhiêu ký? Dạ em cũng chuẩn lắm anh, em 1m50, nặng 50kg. Trời ơi. 50 vậy là thua đây, xa rồi. Dạ không sao. Càng cao càng tốt. Rồi, còn bên kia thì ưu điểm nhược điểm của em là gì? Ưu điểm của con là dễ gần, hòa đồng, vui tính. Nhưng mà khuyết điểm con là cũng hơi nóng tính. Vui tính mà nóng tính nữa. Dạ. Tướng con mà nóng lên quýnh ai quýnh lại trời. Có hút thuốc lá. Hút thuốc lá. Dạ. Nhưng mà con dự định là nếu có bạn gái thì sẽ bỏ. Bỏ. Dạ. Một bỏ ngày hút mấy gói không anh? Đâu. Ngày hút 7 điếu à. 7-8 điếu nó chịu nổi không? Cũng tạm. Mà điếu nó dài bằng cái ống tre vậy đó. Hút thuốc lào luôn chứ thuốc. Thôi nha, đừng hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe ha. Dạ. Bạn gái chia sẻ chút xíu về tình trường của bạn đi. Dạ em thì em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Thì mối tình đầu tiên của em là đúng người nhưng mà không đúng thời điểm. Còn mối tình thứ hai thì là sai người nhưng đúng thời điểm.
Ủa lần sau? Có nghĩa là lúc đó em mới ra trường á, thì vẫn chưa có tính về chuyện tương lai lắm. Nên hai đứa không có đến được với nhau. Mối tình thứ hai thì trong khoảng thời gian quen biết thì em thấy bạn ấy lăng nhăng. Sai người. Dạ, sai người, nhưng thời điểm em cũng đã chuẩn bị đủ để có thể. Đợt này là trúng người, trúng thời điểm là hốt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì cưới được? Dạ nếu mà cảm thấy hai bên hợp với nhau thì cuối năm cũng được. Cuối năm nay được luôn? Dạ. Cuối năm còn có mấy tháng nữa? Dạ 4 tháng là đủ tìm hiểu, 3 tháng còn tháng chuẩn bị. Trời đất ơi, nhanh lẹ dữ vậy. Bên rất kia bản lĩnh. Chịu không? Theo kịp bên đây không cưng? Dạ chịu. Đúng gu không? Dạ đúng gu luôn. Đúng gu luôn. 3 tháng tìm hiểu, tháng chuẩn bị kịp không? 1-2 tháng cũng được. Trời đất ơi. Thích là cưới. Rồi chàng trai trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ là trải qua 2 mối tình chính thức thôi. Một mối tình là quen một người là hơn 2 năm. Sao bỏ? Là tại vì bạn nó đi làm thêm buổi tối như là có người khác. À có người khác chứ ta làm thêm buổi tối ta tốt chứ có gì đâu. Không có đúng. Người khác ta bỏ mình. Dạ. Còn mối tình thứ hai là cái bạn đó quê ở ngoài Quảng Bình á. Ừ, sao con quen xa từ Cà Mau tới Quảng Bình vậy? Tại bạn nó cũng học tập ở trong này á. À, rồi giờ sao chia tay? Là bạn ấy nói là về quê để đi Đức. Ừ. Có người thân ở bển bảo lãnh cũng bển làm gì đó. Rồi con người khác luôn. Dạ. Trời, sao thê thảm quá vậy? Vậy ta? Quen ai cái người đó có người khác vậy? Rồi. Vì này dứt khoát là phải bám lấy nha, không để có người khác nha. Dạ, cho nên chuyến này được là cứ gấp luôn, cứ lẹ luôn. Để em thôi người ta hớt tay trên của mình nữa đó. Dạ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn trai có thể cao 1m7, nhưng mà nãy nghe bạn nói 1m77 là đủ rồi. Ngon, 77. Ngon. Bạn trai phải trung thủy, không có lăng nhăng. Rồi. Cũng đừng có tính toán kỳ bo quá. Không, tính anh cũng không khoáng lắm. Không. Mẫu người lý tưởng mập tướng tá cao thấp mập ốm. Dạ thì 1m7 mà nặng 70kg là thấy tròn tròn là được. Còn bạn là 79 nên nó vượt 2kg rồi. Giảm hơn 2kg là đẹp. Đâu có, 77 với 79 là nó dao động trong cái khoảng không đó. Ừ, nó thích mập. Nhưng mà số đẹp thì. Trời ơi, còn số đẹp nữa hả? Bây giờ còn gì nữa không? Dễ nhìn một chút. Tướng tá sao, có tập gym tập gì không? Thích không? Dạ không cần ạ. Không cần đúng không? Dạ. Thích bạn trai mấy muối? Một muối à? Một muối à? Một muối à? Ngay luôn. Mày ngay một muối luôn, đúng không? Một muối luôn. Điều gì không thích nhất ở người bạn trai? Thì em không thích nhất là tính lăng nhăng đó chị. Có lăng nhăng không con? Dạ không. Tức dạ. Lúc ngủ rồi lăng, lúc nói thì nhăng. Bạn trai giờ cao to đẹp trai rồi, xung quanh phụ nữ nhiều có ghen không? Dạ không. Nó là chủ yếu là do bạn thôi. Bạn muốn thì mình đâu có cản được đâu. Nên em thích tự nguyện thôi. Chính xác. Ta là muốn rồi không có cản được. Thành ra quan trọng là lòng tin thôi. Con trai muốn tìm bạn gái thì sao? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Dạ còn cao thấp 50 á, 1m50 đó. 1m50 được. Được không? Nặng 50. 50 kg luôn á. Dạ không sao. Số đẹp đâu. Vì là con thấy là cũng dễ nhìn rồi. Dễ nhìn ha. Dạ. Để chú qua chú coi coi bạn gái tương lai thế nào. Dạ chào anh. Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Lấy chồng ở Cà Mau xa lắm. Xa, bữa nay có xe đưa rước luôn. Bình thường lắm anh. Vậy làm dâu Cà Mau được không? Ở đó có thể lập nghiệp được thì em cũng có thể về được. Ủa nghề em là gì? À em đang là trợ lý kinh doanh. Kinh doanh tức là biết kinh doanh đúng không? Dạ. Em có mơ ước sau này mình kinh doanh cái gì không? Dạ có, mơ ước em nhiều lắm. Em thì đang làm trong cái ngành là cho thuê thiết bị xây dựng. Thì em cũng đang muốn làm thương mại ngành đấy. À tốt. Anh thấy cô gái bên đây rất là dễ thương đó. Dạ. Bạn trai thích cái người, không thích người con gái có những cái điểm gì? Dạ con không thích mẫu bạn gái mà lăng nhăng hoặc là tính toán hoặc là hỗn hào này kia. Trời ơi, con gái đâu mà tính gái toán mà lăng nhăng hỗn hào mệt lắm. Phụ nữ ít có lăng nhăng, ít có hỗn hào lắm. Dạ. Lăng nhăng chỉ thuộc về đàn ông hơi nhiều. Còn gì nữa không? Dạ không, con dễ lắm, tiêu chuẩn dễ con là dễ lắm. Đơn dạ. Giản quá vậy con. Hồi nãy bạn gái đã kể tật xấu của mình cho bạn trai nghe chưa? Dạ chưa. Mình có những tật xấu gì? Dạ em thì cũng ít tật xấu lắm, chỉ có hay quên là chính thôi. Hay quên? Dạ, những chuyện nào không quan trọng em hay quên lắm. Dạ, còn cái nào mà quan trọng thì em note hết rồi. Vậy cũng đâu có sao. Tao thì coi bên đây coi. Chà. Cũng bự dữ hen. Mới 25 tuổi hả con? Dạ. Sao lấy vợ được con? Sớm quá. 25 tuổi con nghĩ là cũng kết hôn cũng là được rồi. Mà chuẩn bị gì chưa mà đòi kết hôn? Thì chuẩn bị, con chuẩn bị được cái nghề nghiệp với kiến thức rồi chứ. Vật chất nhiều quá thì cũng nhưng mà ba giờ mẹ một phần. Đụng cái lấy vợ về liền rồi sinh sống ở đâu? Con là phụ thuộc cho bạn nữ nữa. Hoặc là về quê bạn nữ sống. Hả? Còn ở rể cũng được nữa. Hoặc là bạn nữ về nhà cha mẹ sống. Tại vì nhà con có hai anh em à. Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn này cũng được luôn. Ừ, có nghĩa là dễ lắm phải không? Tùy dạ, bạn gái quyết định. Dạ. Tại vì con cũng có một người em gái nữa. Con suy nghĩ là nếu mà con nuôi cha mẹ vợ tốt
thì nghe em rể con sẽ nuôi cho mẹ con tốt. Hay vậy hả? Dạ. Nghĩ vậy luôn á hả? Dạ. Cưới luôn. Cưới luôn. Con nói thiệt không vậy? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Con nói thiệt mà. Chắc cú phải không? Đẹp trai không nha? Đẹp trai lắm á. Hốt này, liền trai đi với ai? Hốt liền nha. Dạ, dạ con đi với dì con. Dì thấy cháu vô tương lai bệnh sao? Nói chung về ngoại hình thì rất là ok. Còn về tìm hiểu thì cũng phải cần có thời gian à. Theo dì thì cháu dì lấy cô gái bên kia về thì có đủ sức lo cho gái, và khi mà sinh con đại cái có đủ kinh tế để lo cho cô vợ con không? Em nghĩ thì cháu em nó có thể có đủ khả năng đó. Ừ. Nãy giờ giống như qua tìm hiểu thì hai cháu cũng cứ nghe theo trái tim của mình đang mách bảo. Rồi cảm ơn dì. Em gái đi với ai vậy? Dạ em bữa nay em đi với gia đình, với bạn và chị đồng nghiệp ạ. Ba em. Ba em hả? À có ba. Dạ con chào chú. Xin chào chương trình, chào MC Quỳnh Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trường quay. Chào cháu trai, con của chú. Thì tính của nó thì nãy đã nói rồi, tính tình cũng vui vẻ, hoạt bát. Nhưng mà điều có cái cũng hơi nóng nóng một chút. Chương trình đã giúp cho hai cháu gặp nhau, thì nếu hai cháu thấy được hợp tình, hợp ý thì hai cháu cũng tìm hiểu thêm chút nữa để bước thêm một bước tiếp. Dạ. Theo rồi bây giờ mình mở rào, mình xem mặt rồi mình nói chuyện coi hiểu không. Mở rào. Rồi. Dạ rồi, cảm ơn. Em cũng có quà cho anh. Em có một cuốn sách này là mang tên là Đón Nhận Thay Đổi. Mình tiếp thu những cái gì mà thay đổi thì mình sẽ phát triển mình hơn. Anh thấy đâu? Cảm ơn em. Rồi hai bạn cảm nhận về nhau nói chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào anh? Tùy nóng tính nhưng chắc mình cũng hiền đúng không? Dạ em hiền nhất công ty á. Dạ. Vậy là cô biết công ty thì sao? Anh có thích nuôi chó không? Có, nhà lúc nào cũng yêu quê lúc nào chó. Dạ nên con được, nếu mà được nuôi thì em cũng rất là thích nuôi một con chó. Được chứ. Có chịu không hay gì? Chịu, anh thích chó với mèo là anh thích lắm. Dạ. Bữa tối em có thường hay đi chơi không? Dạ thì hiện tại em cũng đang một mình á, nên em cũng ít đi lắm, em ở nhà không à. Nên em cũng lên đây để tìm người dẫn em đi. Dạ anh dẫn em đi không? Dạ đi. Nãy cổ đòi kết hôn sớm đó, bàn với ảnh đi anh chịu không? Mạnh dạn lên em trai. Tại sao mà em lại muốn kết hôn sớm? Một mình buồn anh, thì em buồn. Muốn có một người bên cạnh. Buồn vui mình chia sẻ với nhau. Về tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ có những đứa con rồi nói chung một gia đình vui. Khi nào thì anh kết hôn được? Anh thì tính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Yeah. Kế hoạch cũng giống em. Em có thường hay chửi người khác không? Dùng từ chửi em. Làm gì tới chửi vậy? Em chỉ hơi lớn tiếng thôi. Đúng rồi. Yeah. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Em thấy bạn cũng phù hợp với tiêu chuẩn của em. Còn tính cách thì còn phải tiếp xúc thì em mới biết được. Bạn trai cảm thấy như thế nào? Dạ em thấy bạn nữ khá ok. Nói chuyện với bạn đi, anh cảm nhận em như thế nào? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh thấy như thế nào? Em cảm thấy em rất là hiền đó, có nét hiền. Dạ em hiền lắm. Cũng gu không? Mắt đẹp. Thôi dạ cảm ơn anh. Tại vì thôi giờ người ta chỉ khen em có nụ cười đẹp chứ chưa ai khen mắt đẹp. Có thích không? Dạ cũng thích. Thích. Dạ. Bây giờ em tiến lên em. Em cũng thích được không? Em cũng thích được không? Hả? Dạ. Nhìn anh em cũng thích được rồi. Bây giờ em tiến lên em tới em nắm tay cô gái ấy, em tỏ tình với cổ hoặc là em hát tặng cổ một bài. Khi hỏi người ta em thích anh không, gái mới gặp lần đầu em thích anh không, sao người ta trả lời? Con đang bị đau họng, con đọc một bài thơ được không? Thì cũng làm gì làm, thì đứng lên nắm tay cổ đi là... Mạnh dạn lên. Bài thơ này là trên lúc nãy con đi xe qua con viết. Mới làm hả? Xúc dạ. Cảnh thành thơ. Thơ tự làm luôn hả? Dạ. Rồi đọc đi. Có duyên mới gặp một lần, không duyên chẳng gặp lần nào người ơi. Thiền anh hạnh phúc xa khơi, em kêu một tiếng anh bơi vô liền. Mong trời kết chỉ xe duyên, chầu cao anh tới năm sau đón nàng. Năm sau luôn hả? Hài. Có lúc lúc mà con làm thơ đó, con có tưởng tượng ra cô này không? Có tưởng tượng ra thế nào? Con cũng có tưởng phần, tại con thích cái mẫu bạn gái hơi thấp một tí. Là tưởng lúc mà làm thơ này là tưởng tượng mẫu nó đi vậy đó hả?
Dạ không nghe bài thơ nhưng mà đúng với của con, cái gu của con. Đúng gu con thì đúng, dạ. Thì mới đem trầu cao tới chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á là con nói một lời gì mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ gì cô ấy, mình muốn cái gì, một câu nữa thôi, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Anh với em gặp cũng là một cái duyên, thì còn cái nợ hay không thì chưa biết, nhưng mà trước mắt thì hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Em đang nghĩ gì về cô gái ấy? Em nghĩ chắc là trong cô gái ấy có nhiều cảm xúc. Sao không biết sao anh ta nhiều cảm xúc? Con phải biết gì không, con... Nhưng mà con thích những người mà sống nhận nội tâm cái cảm xúc nhiều á, con thích những người vậy. Chung là thích. Thích. Thôi thích được rồi. Cảm xúc là thích. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Coi vậy chứ to to con vậy chứ cũng hiền. Chân thành. Cái này được đó. Em có thích anh không? Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để tiến đến hôn nhân. Phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây. Đây. Nắm tay bạn gái đi nào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nói một tiếng gì với lại bác đi. Dạ, xin phép bác cho con và em được hẹn hò. Em tên gì? My. Dạ, cho con và My được Minh. Xin Minh, Thu Minh. Dạ. Cho con và Minh được xin phép hẹn hò với nhau. Dạ, con cảm ơn. Xin nữa. Cho con xin phép được hôn em Minh. Thà hôn trước mặt còn hơn hôn lén lút. Bác đồng ý rồi đó. Thôi chứ tụi nhỏ dễ thương ha chú ha. Đây, những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Brinsett Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn ha. Các bạn đưa nhau, nhau đi tìm hiểu nhau đi nha. Thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Cặp đôi đầu tiên cũng đã thành công. Hai em rất là dễ thương, có thể nói cũng còn con nít lắm. Nhưng hy vọng với sự hỗ trợ của hai bên gia đình, hai bạn sẽ tiến xa hơn trên đường hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Hường Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. Dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. Em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh.
giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều. Chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải bệnh nói nghề nhiều nghiệp, ha. Bệnh nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Vâng, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên. Đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng và có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng nhiều năm rồi ạ, 2-3 năm ạ. Rồi bạn gái? Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn hay? Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại như người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn, là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em á. Ừ, mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối rồi chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn em cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiều. Chúc gặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không nó quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. À, đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? À, mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái cho Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lánh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hỏi mùi hút không được ạ, em bị ngợp. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Ờ, được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. À, với lại... gì nữa, yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. À, hứa không làm thì được, chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó dạ. Là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết. Làm dâu được không? À, anh ở Cần Thơ luôn hả? Anh Cần Thơ, anh con Út. Em con một nên đi xa không được. Nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rễ được không? Bắt làm rễ thì mình vẫn chấp nhận. Tại vì mình thương thì mình chấp nhận. À, mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em anh 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó. Bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào. Coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp. Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em. Vì mẹ em có việc nên không có đi được. Rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Mẹ trẻ chào đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả.
Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp, thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi, rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok ạ. Ok. Bữa nào mời cô chú đi hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng, thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim, tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế không? Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta. Nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Bạn em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng vỗ tay khích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng à lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dâng hơn. Vì mình xa, vì... Em cung quá à. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Là đầu tiên em cung như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta để tay bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau, đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian.
Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhá. Đầu tiên đấy. Tay em đầu... bị đổ mồ hôi vậy. Kệ. Không sao em. Tại hồi đó giờ không ai em nắm á, nó mới đổ mồ hôi đó. Không sao, tay anh đổ hơn. Trời, tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, sao ấn tượng nha, nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm nhận như thế nào? Dạ, mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá. Mỗi nhanh quá, hung để lâu lâu. Hung nó miết chút xíu là lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Nào, để yên nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu, từ từ, để yên nguyên, để yên nguyên. Thấy sao? Hả? Hồi hộp. Hồi hộp. Hộp. Em cảm thấy sao? Dạ, cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thích không? Dạ, thích. Dạ, thích. Thích là được rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn là một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, có hoa của em luôn. Rồi. Tìm hiểu nhau nha, cặp này cũng được đó. Rồi. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái ngồi. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả cùng chị Cát Tường và bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thiện, em năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Đắk Lắk. Và công việc của em là làm nhân viên viễn thông Viettel ạ. Tức là Thiện ở Đắk Lắk luôn. Dạ đúng rồi. Vào đã tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hoài Linh. Chào anh Quyền Linh, chào anh Nam bên đó. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Tô Đình Ngọc Diệu. Em 27 tuổi, em đến từ Đắk Lắk. Ngọc Diệu 27 tuổi, tức là lớn hơn Thiện 1 tuổi. Dạ. Có ngại gì vấn đề đó không các bạn? Dạ không sao anh. Diệu là đang làm công việc gì? Dạ em là bác sĩ, hiện em đang làm ở trường đại học Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk đó chị. À, đâu hai bạn hỏi thăm coi mình có ở gần nhau không? Em ơi, nhà em ở đâu vậy em? Dạ nhà em ở huyện Krông Búc ạ, em làm ở Buôn Ma Thuột. Em làm trên đó lâu chưa? Dạ em ra trường được 3 năm là làm được 3 năm rồi. Nhưng mà em vô Sài Gòn học nâng cao ạ. Em học lên gì em? Dạ em học thạc sĩ ạ. Thạc sĩ. À, khát vọng cũng cao lắm ha. Thạc sĩ rồi tiến sĩ đúng không em? Dạ tiến sĩ chắc chục năm nữa anh. Không sao. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ em đang làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ ở Sài Gòn. Một năm nữa em sẽ về Đắk Lắk làm. À hiện tại là đang ở thành Sài Gòn. Một dạ. năm nữa mới về lại Đắk Lắk. Dạ đúng rồi. À ráng đợi một năm đi rồi mình sẽ về quê luôn. À rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì Diệu? Dạ em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Trời, biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chị. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Như vậy là quá tuyệt vời. Cô bác sĩ bên kia hơi đa tài đó nha. Nếu mà là bác sĩ thì chắc nhà em rất là hợp. Tại vì nhà em có anh làm dược sĩ, rồi có anh đầu làm bác sĩ đang làm ở trong Đồng Nai. Con em là gì sĩ? Dạ em cũng có chút nghệ sĩ anh. Có không? Dạ có. Có biết hát hò gì không? Dạ em biết hát rồi biết chơi đàn. Ồ vậy là cũng nghệ sĩ rồi. Dạ. Anh nghĩ rằng là em hát một cái bài nào đó cho nó không khí thử coi sao? Dạ có cái đặc biệt là em muốn hát trực tiếp cho bạn nữ nghe. Trực và tiếp em, hả? Em sẽ hát bạn nữ qua một cái điện thoại. Là sao? Dạ. Là gọi điện thoại đó hả? Dạ gọi điện thoại.
em hay hát cho bạn nữ nghe qua điện thoại di động. Vậy giờ lấy điện thoại di động ra đi. Dạ điện thoại không có anh. Em sao la có chuẩn bị điện thoại khác đặc biệt hơn anh. Thoại gì? Dạ, dạ đây ạ. Dạ. À, cái này trò chơi ngày xưa đó mà. Dạ đây là chiếc điện thoại đầu tiên em xài anh ạ. À, bây giờ anh sẽ chuyển điện thoại qua anh kia cho bạn gái nghe ha. Muốn hát hò gì đó hát. Rồi, đây. Trái tim này nằm bên kia. À, tôi nghi lắm rồi, tôi nghe tôi biết cái lon rồi. Đó. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo. Alo, em nghe rõ không em nghe ơi? Nghe rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy giọng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm. Đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. Và xin hết. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Không có cái lon này nghe rõ không? Cũng rõ. Rõ luôn. Nói chung bạn trai muốn nhắc về một cái ký ức ngày xưa ha. Quan trọng là cái điện thoại có trái tim rồi, nha. Cái này để giữ làm kỷ niệm ha. Rất lãng mạn. Chút xíu hai bạn đem về để ở chung phòng á. Rồi cái mình gắn mỗi đứa nghe cái cho nó chơi. Bữa nào gây lộn cũng gắn cái này nghe. Cãi nhau cũng vui. À hai bạn nãy giờ mình nói ưu điểm, mình chưa có ai nói khuyết điểm hết ha. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là về giao tiếp. Người ta nói là bị chậm một nhịp á chị. Nên là trong giao tiếp thì em thường hay cười trừ, chứ đối đáp thì cũng không có nhanh chạy cho lắm. Người giỏi cái này phải giờ mà dở cái khác. Bạn trai có khuyết điểm gì không em? Dạ tính em hơi bề bộn cẩu thả. Ở nhà đồ đạc em hay vứt lung tung, nhiều khi em không có nhớ. Nhỏ em hay có tính là tẩy máy. Đồ đạc ở nhà là không bao giờ yên với em hết á. Tivi hay tủ lạnh gì là em hay tháo ra em coi hết trong đó. Ráp vô. Dạ, mà ráp vô cái lần không coi được anh. Thiếu đúng không? Em thiếu hoặc là dư. Em ráp vô không biết sao, em ráp y chang vậy mà không coi được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai? Sao vậy? Lý do? Cũng giống như là trong giao tiếp em bị chậm một nhịp thì trong tình cảm cũng giống vậy á chị. Em cần nhiều thời gian để mà có thể... Trong điều trị em có chậm một nhịp không em? Dạ không, trong điều trị thì chậm mà chắc em. Đúng rồi, trong điều trị mà chậm một nhịp là hậu quả nghiêm trọng lắm á. Bạn nam nói chung cũng phải kiên trì một tí thì mới có thể làm cho em rung động được. 27 năm nay thì chưa có ai đủ mặt dày để rước em đi. À, dạ, phải kiếm một người có mặt dày mới được đúng không? Mà hồi đó giờ chưa có ai đeo đủ em luôn hay sao? Dạ có, nhưng mà họ không có kiên trì lắm. Em hơi lơ lơ cái là họ cũng dê luôn. Mà em có thích người ta không mà em lơ? Chưa thích chị, chưa thích lắm. Tại vì em chưa thích lắm, chứ nếu em thích lắm em đâu có lơ. Hy vọng bữa nay không có lơ nha. Em có kiểm tra lại cái giới tính của mình không? Nhiều đêm cũng vắt bay lên trán suy nghĩ. Nhưng mà trước giờ chưa thích bạn nữ nào theo cái kiểu đó hết. Nhưng mà vậy là em chưa có được nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ. Chưa có. Dạ. À, bạn trai thì sao? Có mối tình nào chưa em? Dạ, em thì từ trước đến giờ thì em đã trải qua 2 mối tình. Dạ, một mối tình thì từ thời học sinh sinh viên. Bỏ qua. Mối tình mới nhất. Mối tình mới nhất thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Tại vì vấn đề bên đạo. À rồi. Thôi chuyện đó mình phải chịu thôi ha. Chuyện cũ bỏ qua. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao em trai? Dạ. Có chút nữ tính với lại có chút nữ tính thôi hả? Dạ. Bên kia có chút nữ tính đó. Mẹ em thì không có con gái cho nên là ba mẹ cũng rất là thương nếu mà ai chịu đồng ý về làm dâu nhà em. Rồi, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người có thể khiến em cười cả ngày, chỉ vậy thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ngoại hình, tính cách? Ngoại hình thì nói chung nó chỉ là cái phần giá trị gia tăng thôi. Đẹp trai thì tốt, mà không thì cũng không sao. Có cái điểm nào em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá. Thích hơi xề xà một chút. Nói đây ở đâu có dọn đâu, cái tuần không dọn. Dạ.
Dạ em nghe cái đó em đúng rồi. Khoái rồi. Nói coi, khoái em. Mốt em về em dọn chết luôn á chứ em khoái cái gì không biết. Dạ em thích dọn dẹp nhà chị. À, thích dọn dẹp nhà vậy là làm dâu được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. À, chừng nào đám cưới được em? Dạ nếu tốt thì khoảng chừng 1 năm đến 2 năm chị ạ. Ví dụ sau này lấy cô về rồi nhưng mà cô vẫn muốn học lên nữa, cô học lên tiến sĩ nữa. Dạ học được hết chị. Cho sao chị? Dạ được. Rồi có phụ cô nuôi nuôi con chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho cô đi học không? Dạ cái đó thì em biết làm chị ạ. Cái này em có chắc thể à? Dạ chắc chị. Có ga lăng không? Dạ em cũng vừa vừa chị. Không thấy nghĩ ra mấy trò đó là thấy vui rồi. Dạ. Cố gắng cứ lâu lâu tạo ra trò vậy là hạnh phúc rồi đó. Dạ. Nha. Rồi mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với má với mấy dì ạ. Xin chào chị Cát Tường, chào dạ. Anh Huyền Linh. Chào cháu trai dạ, trên chào đó. Cô ạ. Dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình cũng thường theo dõi chương trình này lắm. Dạ. Thì mình thấy chương trình cũng rất là hay. Thì cũng chính mình là động viên Diệu là đăng ký chương trình để may ra là có một cái cơ duyên nào đó mà cháu có thể là có một tình yêu. Chứ vì mẹ thấy con 27, 28 tuổi rồi mà không dẫn bồ về nóng ruột lắm. Cháu bên này thì mới nhìn thì cái ngoại hình thì cháu hơi nhỏ con. Nhưng mà cháu ăn nói rất là có duyên. Nhìn thì cháu cũng hớn hỉnh, vui vẻ. Như vậy là vô là hợp với gia đình mình. Chứ cái cậu nào mà vô mà nhà mình thì hay nói giỡn, mà nói giỡn không hiểu là chết. Cậu thanh niên này thì nhỏ hơn con 1 tuổi thì má cũng thấy hơi lo lo. Là vì con gái mà lớn hơn tuổi rồi, không biết sau này con có già hơn cậu bên này không. À, nhưng mà thôi thì cũng là một cái duyên. Cậu thanh niên này với con thì bấm nút tìm hiểu nhau đi, rồi là để mình có một cái mối tình đầu. À, má sợ con gái chưa có mối tình đầu hả? Cảm ơn cô. Trời ơi, có người mẹ dễ thương quá. Thôi giờ nói gì vài tiếng với cô đi. Nếu mà được phép mà chăm sóc bạn gái bên cạnh con cô thì con sẽ hứa, sẽ hết lòng chăm sóc cho bạn ấy. Nhưng mà dạ. Với Diệu nó hơn con 1 tuổi. Dạ. Thì con có vấn đề đó gì? Thì cũng không có quan trọng lắm cô ạ. Dạ, miễn sao hai đứa mà hợp nhau là được. Rồi dạ, cô yên tâm dạ. Rồi hả cô ha. Bấm nút dạ. Đi kiếm mối tình đầu đi. Rồi. Đây là trai đi với ai? Dạ. Thì hôm nay thì em đi với anh trai em. Dạ. À, anh ruột ha. Dạ anh ruột. Anh cả hả? Dạ, dạ. Dạ chào anh. Chào chị Tường và anh Linh. Chào tất cả các vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Văn Tiến thì là anh cả của Nguyễn Văn Thiện. Em là bác sĩ làm ở Đồng Nai. Anh nhận xét cô gái như này như thế nào? Về cô gái này ngoại hình thì rất là dễ thương và rất hợp với Thiện. Rồi bây giờ thì chúng ta kéo màn cho hai bạn gặp mặt đi. Mở rào. Lần đầu gặp em thì anh có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em rất là thích ạ. Còn cái này là cái quà em tự làm. Còn cái cây này là má em trồng ở Đắk Lắk đem vô. Dạ anh cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ tâm sự với nhau đi nè. Nếu mà hai mình quen nhau thì em nghĩ là mình bao nhiêu lâu sẽ tiến tới hôn nhân được? Nên là 1 năm trở lên thì mình mới có thể hiểu được nhau ạ. Một người đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Buôn Mê Thuột đó, thì chúng ta sẽ hẹn hò cách nào? Nếu mà em trống thời gian rảnh thì em có thể sắp xếp vào thăm bạn nữ được. Dạ em bây giờ đang làm đề tài thì cũng hay về. Em cảm nhận về người đối diện em như thế nào? Em cảm nhận thì bạn nữ nhìn rất là hiền, rất là nhân hậu. Gia đình có ở đây chắc ba mẹ sẽ đồng ý hết. Cảm ơn. Nãy bạn gái nói là bạn gái làm đủ thứ hết trơn á, bây giờ em biểu diễn một cái tài lẻ nào đó tặng bạn trai được không? Dạ anh có sẵn lòng người nghe coi không ạ? Wow. Wow. Quá dữ luôn, thấy chưa, chịu nổi không? Chết rồi, chịu không nổi rồi. Bác sĩ cũng có bác một cái sĩ nha. Tinh thần nghệ sĩ nha. Anh có cảm thấy là nó hơi quá không?
Không, cái này bây giờ thì cũng thấy bình thường, em đâu có gì đâu. Cho cuộc sống nó vui hơn. Quá hay. Đâu có gì đâu mà quá đâu em. Không có gì phải bó buộc hết nè. Rất là dễ thương đấy. Lúc nào mà anh giận lên em nhảy bài hết giận. À, chúng ta nói xíu về tương lai đi. Tiền bạc ai lo, con cái thế nào? Thử xem một vẻ bức tranh hạnh phúc thế nào. Nếu sau này thì hai đứa có đến với nhau thì tiền bạc thì nếu mà em làm ra thì em giao cho vợ em giữ hết, em không giữ. Em cũng tự nguyện giữ tiền của anh. Con cái như thế nào? Anh thì anh thích là hai đứa con trai, một đứa con gái. Thì dạ, gia đình nó sẽ rất là nhìn nó lớn mạnh và nó ổn định. Con do ông trời ông cho thì mình nhận thôi chứ cũng không có tính trước được. Anh đến đây là anh mục đích chính là anh cũng muốn tìm một người nào đó để đi với anh trong cuộc đời này. Hôm nay anh đã tìm đúng người. Mong thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau để tiến tới một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp sau này. Dạ, em cũng tới đây là cũng làm nghiêm túc muốn tìm một mối quan hệ để xây dựng gia đình. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta đến đây ai cũng vậy, rất là nghiêm túc. Thành ra không bấm nút vì bất kỳ điều gì, mà chúng ta bấm nút vì trái tim của mình thôi các bạn nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Ủa, sao em? Em có bấm không chị? Em có bấm không? Có. Lo quá thì em bấm chậm đúng không? Em có bấm rồi, hình như nó chưa có vô. Đấy, một chút xíu trục trặc nho nhỏ. May mà cái duyên nó cũng đã đến ha. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Con xin phép con hôn bạn. Nụ hôn đầu đời đầu của gái đấy. Bạn trai tuy là nhỏ tuổi một tuổi nhưng mà rất là chững chạc nha cô nha. Đấy, chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc sớm nhất. Chỉ chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà. Tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagyo ở tất cả các hệ thống Yagyo trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagyo trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagyo sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagyo Việt Nam. Rồi, hãy đưa nhau đến đập phim để chia sẻ, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Cái này vô gặp phim hai đứa móc điện thoại nói chuyện với nhau vui lắm. Máng gì đi về luôn đi. Rồi, vô kia nói chuyện với nhau. Thôi bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai thôi mọi người nhé. Em hâm mộ câu lạc bộ nào ạ? À? Đội tuyển nào mà trai nó đẹp đẹp thì em xem thôi ạ. À. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7. Hả? Cái gì mà không thích người đàn ông nữa không? Dạ được rồi chị. Anh cứ giống chị đúng không ta? Mời bạn nam. Rồi, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, trai giới thiệu về mình đi. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường và xin chào bạn nữ anh kia. Em tên là Nguyễn Thanh Hiếu ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em đến từ Bình Định. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, sống ở quận 9 và em làm việc ở Đồng Nai. Sống quận 9, làm việc Đồng Nai, quê Bình Định, sao nhiều chỗ quá. 30 tuổi hả? Dạ. Hiếu 30 tuổi. Dạ. Làm văn phòng nhưng cụ thể là làm gì? Dạ em đang làm việc quản lý kho của công ty Cám ạ. Quản lý kho. Rồi. Mời bạn nữ. Dạ, em tên Nguyễn Thị Phúc,
Em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Hiện nay em đang làm nhân viên văn phòng tại quận Thủ Đức ạ. Vậy sát Đức cơ quận 9 là cũng gần rồi ha. Hai bạn quê cùng Bình Định luôn. Đâu hai bạn hỏi thăm thử coi Bình Định có gần nhau không? Bạn ở Bình Định mà ở khúc nào ạ? Anh ở Bình Định, anh ở Phú Mỹ em ơi. Còn em? Dạ em ở Hoài Nhơn mà ở khúc Tam Quan Nam á, ngang chỗ Sư Dừa luôn. Vậy em tới Hồi Hương chưa? Dạ cũng khúc đó luôn á anh. Khúc đó có bà con gì không? Dạ có. Hỏi coi có quen bà con gì không? Có bữa cặp lên đây nói hồi lòi ra bà con thì về đó. Hỏi đi, hỏi cho chắc đi. Em có ngay cái đoạn mà chỗ cái cầu đường sắt bắt đi qua mà gần tới đèo Bình Đê đó, em có đoạn đó không? Dạ không, em ở ngang chỗ đoạn mà gần giáp Quảng Ngãi luôn anh. Gần giáp Quảng Ngãi là gần đèo Bình Đê rồi. Hỏi xem em thích gì, có hỏi vòng vòng có quen được nào chưa? Ưu điểm em gì, nhược điểm em gì, hai người nói chuyện luôn đi. Ưu điểm của em là gì vậy em ạ? Ưu điểm của em là dễ gần, rất là thân thiện, biết nấu ăn, biết cắm hoa, biết may vá quần áo. Còn ưu điểm của anh là gì vậy? Ưu điểm của anh là coi như năng động, nhiệt tình, biết nấu ăn, biết làm việc nhà và biết chơi đa số các môn thể thao. Em cũng rất thích cái môn thể thao. Anh có biết bóng chuyền không ạ? Anh biết bóng chuyền. Em có thích bóng đá không? Dạ có, em cũng thích bóng đá. Hồi học trung học em có làm thủ môn bóng đá. Em hâm mộ câu lạc bộ nào ạ? Em không có hâm mộ câu lạc bộ nào, tại đội tuyển nào mà trai nó đẹp đẹp thì em xem thôi ạ. Rồi, ưu điểm là bây giờ hỏi khuyết điểm của nhau đi, để cho biết cái tật xấu dạ, của nhau. Dạ, khuyết điểm của anh là gì ạ? Tại vì tính anh hơi nhiệt tình nên là thường đa số bạn bè lũ đi nhậu đi chơi thì anh thường khó từ chối, với đối thì anh hay dễ quẹo. Anh có nhậu nhiều lắm không ạ? Thỉnh thoảng thôi, tại vì có công việc đi làm nên là cũng không có nhậu nhiều. Chỉ có dịp cuối tuần đi nhậu với em với hoặc là qua nhà anh em bà con thôi. Còn khuyết điểm của em ạ? Em nói chuyện không có được khéo léo cho lắm, hay làm mít lòng người khác, với lại hơi nóng tính xíu. Không sao, hay nóng tính thì anh nhịn được mà. Em gái có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em, lý do làm sao chia tay? Dạ em chia tay cách đây 3 năm. Là lúc đó em còn sinh viên nên chưa được trưởng thành, chưa thấu hiểu nhau. Còn bạn trai, mấy mối tình rồi em? Dạ, như chị em có 2 mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là được 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen nhau được 2 năm, chia tay cách đây cũng được 3 năm ạ. Tại vì mối tình đầu thì bạn gái đi du học bên Nhật. Mối tình thứ hai thì em với bạn gái cũng xác định, nhưng mà gia đình nhà bạn gái xem tuổi bảo là không hợp nên là chia tay ạ. Thế gia đình em có coi tuổi gì không em? Dạ không ạ. Không hả? Chứ để quen xong thời gian rồi coi tuổi không hợp rồi mất công lắm. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái trang tình yêu mới ha. Một cái hạnh phúc mà chúng ta đang rất là cần kề. Hy vọng các bạn sẽ hợp ý với nhau. Xin hỏi bạn gái là bạn muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người không có gia trưởng, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Nhậu nhẹt thì ít thôi. Trai bên đây dọn dẹp được này, em có nói được. Nhưng vấn đề gia trưởng có không? Em không gia trưởng. Không gia trưởng. Nhưng ngoại hình? Cao trên 1m7, tại em cao lắm. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m7. Hả? Em cao 1m7, yên tâm, bên đây 1m9. Rồi, được rồi, 1m9, yên tâm. Không có hút thuốc nữa vậy? Không có thuốc, chào dạ. Em gái, rất dễ thương. Em có hút thuốc không? Dạ, em thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng thôi, có thể bỏ được không? Khi mà công việc áp lực với hơn nữa, khi đi nhậu em xỉn thì mới hút thôi. Vậy là thỉnh thoảng thôi. Em cứ gặp mùi thuốc là em tránh xa xa. Yên tâm, quen là em cứ tránh hoài là bỏ, thấy không? Dạ. Rồi, còn cái gì mà không thích người đàn ông nữa không? Dạ được rồi chị, dạ, anh. Anh cứ giống chị đúng không ta? Nhiều người cứ nói chị Quyền Linh không à. Chắc anh phải về kiểm tra lại giới tính của anh coi sao. Ha, thì ghét. Cô gái bên kia rất là xinh, rất là cao. Mà anh thấy em cũng cao nữa. Em cao 1m7? Dạ, em cao 1m76 ạ. 76, được chưa? Bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được nè? Nếu mà em cảm thấy được thì khoảng nửa năm. Nửa năm? Một năm. Làm dâu được không? Dạ được. Được đúng không? Không ngại gì hết ha. Khỏe. Chào chị ạ. Cao ha, 1m76. Bao lâu tiến tới hôn nhân được em? Dạ, em thì cũng như bạn gái tầm nửa năm cho tới một năm ạ. Còn nếu được sớm hơn cũng được ạ. Sớm hơn cũng được? Dạ. Sớm hơn về rồi lấy cưới rồi ở đâu? Dạ, thì hiện tại thì coi như em ở đây thì mà em đang ở trọ ạ.
Nhưng mà em nghĩ trong 2-3 năm nữa thì em có thể định cư trong Nam luôn hay về là Bình Định? Dạ em định cư trong Nam luôn. Định cư trong Nam luôn. Em quay qua bên anh Linh coi. Rồi cái tóc em cắt là màu đen gì vậy? Dạ cái tóc em ở xong em đọc nó nguy hiểm lắm, nó bị ấy à. Một bên nó lắng con vậy đó hả? Còn bên nó dài vậy đó hả? Em không biết là vào tiệm cắt tóc người ta cắt sao thì về vậy. Cũng điệu lắm à nha. Em có ghen không em? Dạ có. Có, bên đây là đeo đồng hồ, đeo nhẫn, đồ tóc tai, đồ ghê gớm lắm. Nói chung em cũng hơi thích bụi bụi xíu. Phải không? Bụi thì không biết có bụi không, nhưng mà cũng là fashion đó. Thôi được rồi, gặp này thì thấy được ổn mà đó. Cái chiều cao như em là kiếm người cao hơn là cũng hơi khó. Dạ, phần ế là cũng cao quá. Đó. Trai có yêu cầu gì người phụ nữ không? Dạ, em không thích một người phụ nữ tính tình coi như hay soi mói. Soi mói? Dạ, em không có soi mói đâu anh. Nhìn thẳng chứ không có soi. Phải biết kính trên nhường dưới, như thế được rồi. Thế được rồi. Anh nghĩ cô gái bên kia có đầy đủ những cái yêu cầu của em rồi đó. Bây giờ mình khảo sát người thân như thế nào? Hôm nay em đi với ai? Em đi với đồng nghiệp và em gái của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và anh trai và toàn thể quý vị ngồi đây ạ. Dạ em tên là Huyền, em là đồng nghiệp của chị Phúc ạ. Hai người tới đây cũng là cái duyên rồi. Ảnh cũng có nét hợp với chị Phúc ạ. Dạ. Hợp không? Dạ hợp. Hợp cái gì? Cao giống nhau anh. Cao hả? Dạ. Cao chưa nói lên điều gì, quan trọng là cái cách sống, cái cách cư xử, cách giao tiếp hàng ngày mà em thấy của chị đó có hợp với ảnh hay không? Dạ cũng có ạ. Cũng có luôn hả? Dạ. Em thấy hai người bấm nút được không? Dạ được ạ. Cái ý kiến của em gái coi em ruột phải không? Em thấy sao? Anh rể tương lai được không em? Dạ vâng, em chào chị Cát Phượng, Cát Tường ạ. Và anh Quyền Linh ạ. Đi về luôn ạ. À, dạ vâng, em thấy anh hôm nay, anh đây nhìn cũng ngang ngang với chị ạ. À. Cũng bụi giống chị ạ. À. Gọi là có cái tính cách cũng giống giống với nhau. Và em thấy hình như là anh đây cũng gần gần ở nhà mình. Với lại em cũng thấy quen quen nữa. Quen nữa hả? Dạ. Không biết là có gặp hay không? Em có gặp trong đám giỗ, đám quải, đám cưới sinh nhật lần nào chưa? Dạ không. Nhìn hai anh chị rất là hợp ạ. À. Chị em có tật xấu gì nãy giờ chị chưa nói không? Dạ, con cái là chị rất là khó tính ạ. À. Nhưng mà chị nhanh nguôi lắm ạ. À, giận đói mà nhanh là cũng vui đó, phải không? Vậy không sao. Dạ vâng. Rồi, nói chung là cặp này bấm nút không? Dạ được ạ. Được ha. Dạ vâng. Ủng hộ ha. Dạ. Cảm ơn em. Theo khảo sát hai đứa em gái thì bấm nút hết á. Giờ tới khảo sát đàn trai coi sao. Dạ, hôm nay em đi với hai đứa em họ của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào mọi người khán giả trong trường quay, thì em là em họ của anh Hiếu. Hai anh em là chơi với nhau từ rất là nhỏ rồi nên là em là rất hiểu tính anh Hiếu. Tính anh em là rất là chung thủy. Anh em là một người rất là thấu hiểu, rất là thấu hiểu cái suy nghĩ của cái người đối diện. Hai người đến đây á thì cũng là một cái duyên, thì hai người tạo cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Như vậy là cũng một phần nào hiểu về bạn trai bên đây ha. Rồi, bây giờ mở rào. Cửa hàng rào ra. Tâm sự. Tính chương trình đúng không anh đàn em? Trời, hai người cao dễ sợ cao luôn quá. Ha. Rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Em có biết sao anh tặng em là Hoa Hướng Dương không? À, Hoa Hướng Dương một phần là thể hiện là tình yêu vĩnh cửu. Anh muốn em lúc nào cũng tươi tắn xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hướng luôn hướng về. Dạ em cảm ơn ạ. Cái gì đó cảm nhận lần đầu tiên như thế nào em? À, anh đã đi 1/3 quãng đường, hy vọng 2/3 quãng đường còn lại sẽ có người đi cùng và anh mong người đó là em. Anh này cũng lãng mạn dữ ha, tặng hoa rồi thơ rồi. Dạ anh hỏi thiệt bạn trai, trước khi bạn viết cái câu đó đó, bạn có tưởng tượng được cái người mà hôm nay bạn gặp mặt không? Em cũng tưởng tượng người hôm nay em gặp mặt người tóc khoảng tầm ngang vai, mặc váy màu trắng. Có tưởng tượng tóc ngang vai mặc váy trắng nữa hả? Wow. Em thấy bên anh này cũng nhìn hiền, cười cũng có duyên. Em làm ở Thủ Đức là em làm ở đoạn nào? À, em đang làm trong khu chế xuất Linh Trung 1 á. À. Ở thì ở gần Cấp Mát, quận 9. Quận 9 lên việc á? Dạ. Anh cũng ở gần đó. Vậy tiện quá à ha. À, em thường khoảng một năm em về được bao nhiêu lần? Dạ một năm về 2 lần. À, Tết với lại thường thường đám giỗ. Ít bữa nữa là giữa tháng là em có về một lần để đi đám giỗ. Tới chừng đó em nói để anh thu xếp về với em ha. Quan niệm của tình yêu về của anh như thế nào ạ?
quan điểm của anh về nhà thì phải biết lo toan nhà cửa, nuôi con cái, nhưng mà không cần phải là cũng như em làm một mình, lúc nào cũng có anh chia sẻ nên là không phải lo chuyện đó, phải chung thủy, hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Nhà anh có bao nhiêu người ạ? Nhà anh thì có 4 người, còn 2 chị đầu với một với em gái, có mình anh là trai thôi. 2 chị đầu với em gái có chồng hết rồi. Còn nhà em không biết được bao nhiêu người. Dạ, nhà em đông lắm. 5 người ạ. 5 người ạ? Dạ. Một anh trai với 4 chị em gái. Em là con giữa. Dạ, em con giữa, là kẻ út luôn. Dạ, lúc em giận thì anh sẽ làm những gì ạ? Nếu lúc em giận thì coi như anh sẽ tìm hiểu xem lý do là tại sao em giận. Nếu là lỗi của anh thì anh xin lỗi. Nhưng mà nếu không phải lỗi của anh thì thường đàn ông con trai sẽ là người xin lỗi trước, sẽ tìm cách để mà làm cho em hết giận. Anh có lãng mạn lắm không ạ? Anh cũng có hơi hướng lãng mạn. Em cũng vừa thực tế mà vừa lãng mạn. Nhiều cái mình thực tế quá thì thấy nó khô khan quá, có chút gì đó lãng mạn xíu. Nhưng nếu mà hai đứa đến với nhau được thì coi như em muốn sinh bao nhiêu đứa hả? Quan điểm của em là trai gái cũng được ạ. Tầm 2 đứa là được ạ. 2 đứa là anh được. Anh thì anh thích con gái đầu. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, mình nói với đối phương nghe cái cảm xúc thật sự bây giờ trong lòng mình, rồi chúng ta quyết định. Anh thấy em xinh xắn, dễ thương, cao giống anh. Hai đứa mình đến với đây thì cũng là một cái duyên rồi. Vì thế hai đứa mình thì tự tạo cái nợ cho nhau. Anh hy vọng hai đứa mình sẽ đến được với nhau. Anh gái cảm nhận thế nào về những chia sẻ của bạn trai? Anh thấy ảnh chín chắn, có suy nghĩ thấu đáo. Tất cả đều nói lên bằng cái nút bấm ha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nãy giờ chúng ta cũng đã có cái thời gian đủ để cảm nhận được nhau rồi ha. Nếu trái tim chúng ta thật sự rung động, có xao xuyến với đối phương thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu không thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của nhau. Bấm nút là hẹn hò. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nào. Trời ơi, đó hợp lý nha. Đây là chiếc vé xem phim đầu tiên để gửi tặng các bạn. Đến đó chúng ta có một không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau ha. Gửi tặng các bạn. Đấy, làm thủ tục đầu tiên đi các bạn. Hôm mà gì mà nhăn dữ vậy không biết nữa hả. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì quà tặng dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Ở đây là bó hoa hướng dương, mong em lúc nào cũng đẹp như bó hoa ha, hướng về phía bình minh. Hãy cố gắng tìm hiểu nhau và cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe ha. Bạn trai, giới thiệu đi bạn. Xin chào chú Quỳnh Linh, cô Cát Tường, bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay. Mình tên là Dương Tùng Khương, 25 tuổi. Mình đang là làm nhân viên IT tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên quán mình là Cà Mau. Khương ở Cà Mau, làm IT ở quận mấy? Con làm ở Tân Phú. Tân Phú, 25 tuổi. Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào mọi người đang ở trường quay. Em tên là Lê Thị Thu Minh, năm nay em 27 tuổi. Em quê ở Bình Thuận. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng ở Gò Vấp và em cũng đang ở Gò Vấp luôn ạ. Minh 27 tuổi. Dạ. Vậy là Minh lớn hơn Nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1. Sao thấy sao không trai? Dạ, ngay gu con. Hả? Ngay gu của con á. Ngay gu hả? Dạ.
Ủa sao con của con là sao? À, trong cái form đăng ký là con có điền là con thích lớn hơn con 1 hoặc 2 tuổi. À vậy đúng gu đúng không? Dạ, vậy tốt. Trời ơi, chú lo nó không đúng gu á. Rồi, được chị rồi đó. Tụi chú chọn đúng gu hết trơn á. Ưu điểm ngoài điểm của mình là gì? À, em có một ưu điểm là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em yêu thích động vật. Và đặc biệt em rất là thích chó. Con nào lùng lùng mập mập cũng thích lắm. Thích mập mập lùng lùng hả? Dạ, anh nên trai em cũng thích giống vậy anh. Trời ơi. Ý em nói thích bạn trai giống chó hả? Không, nói chung là mập mập tròn tròn tí anh. Tự nhiên so sánh thích chó mập mập lùng lùng, người thích người cũng mập mập lùng lùng giống giống vậy, anh tưởng đâu giống đó. Bên đây kia, chiều cao cân nặng nhiêu thử coi có giống không? Dạ, con cao 1m77 nặng 79kg. 77. Dạ. Nặng 79. Dữ vậy ta. Trời ơi, vậy là cũng mập mập lùng lùng. Mập mập tròn tròn rồi. Em gái bên kia mà nặng bao nhiêu ký? Dạ em cũng chuẩn lắm anh, em 1m50 nặng 50kg. Trời ơi. 50 vậy là thua đây, xa rồi. Dạ không sao. Càng cao càng tốt. Rồi, còn bên kia ưu điểm nhược điểm của em là gì? Ưu điểm con là dễ gần, hòa đồng, vui tính. À. Nhưng mà khuyết điểm con là cũng hơi nóng tính. Vui tính mà nóng tính nữa. Dạ. Tướng con mà nóng lên quýnh ai quýnh lại trời. Có hút thuốc lá. Hút thuốc lá. Dạ. Nhưng mà con dự định là nếu có bạn gái thì sẽ bỏ. Bỏ. Dạ. Một bỏ ngày hút mấy gói không tốt đâu. Ngày hút 7 điếu à. 7-8 điếu đó chịu nổi không? Cũng tạm. Mà điếu nó dài bằng cái ống tre vậy đó. Hút thuốc lào luôn chứ thôi. Thôi nha, đừng hút thuốc ảnh hưởng sức khỏe ha. Dạ. Bạn gái chia sẻ chút xíu về tình trường của bạn đi. À, dạ em thì em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Thì mối tình đầu tiên của em là đúng người nhưng mà không đúng thời điểm. Ừ. Còn mối tình thứ hai thì là sai người nhưng đúng thời điểm. Ủa lần sao? Có nghĩa là lúc đó em mới ra trường á thì vẫn chưa có tính về chuyện tương lai lắm. Nên hai đứa không có đến được với nhau. Mối tình thứ hai thì trong khoảng thời gian quen biết thì em thấy bạn ấy lăng nhăng. Sai người. Dạ, sai người nhưng thời điểm em cũng đã chuẩn bị đủ để có thể. Đợt này là trúng người trúng thời điểm là hốt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu thì cưới được? Dạ nếu mà cảm thấy hai bên hợp với nhau thì cuối năm cũng được. Cuối năm nay được luôn? Dạ. Cuối năm còn có mấy tháng nữa? Dạ 4 tháng là đủ tìm hiểu, 3 tháng còn tháng chuẩn bị. Rồi đó coi, nhanh lẹ dữ vậy. Bên rất kia bản lĩnh. Chịu không? Theo kịp bên dạ, đây không cưng? Dạ chịu. Đúng gu không? Dạ đúng gu luôn. Đúng gu luôn. 3 tháng tìm hiểu, tháng chuẩn bị kịp không? 1-2 tháng cũng được. Rồi đó coi. Thích là cưới. Rồi chàng trai trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ là trải qua 2 mối tình chính thức thôi. À, một mối tình là quen một người là hơn 2 năm. Sao bỏ? Là tại vì bạn nó đi làm thêm buổi tối như là có người khác. À, có người khác chứ ta dạ. Làm thêm buổi tối ta tốt chứ có gì đâu. Không có không. Người khác ta bỏ mình. Dạ. Còn mối tình thứ hai là cái bạn nó quê ở ngoài Quảng Bình á. Ừ, sao con quen xa từ Cà Mau tới Quảng Bình vậy? Tại bạn nó cũng học tập ở trong này á. À, rồi sao chia tay? Là bạn ấy nói là về quê để đi Đức. Ừ. Có người thân ở bển bảo lãnh, bển làm gì đó. Rồi có người khác luôn. Dạ. Sao thê thảm quá vậy ta? Quen ai cái người đó có người khác vậy? Rồi. Cái này dứt khoát là phải bám lấy nha, không để có người khác nha. Dạ, cho nên dạ. Chuyện này được là cứ gấp luôn, cứ lẹ luôn. Để em thôi người ta hớt tay trên của mình nữa đó. Dạ đó. Rồi bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn trai có thể cao 1m7 nhưng mà nãy nghe bạn nói 1m77 là đủ rồi. Ngon, 77. Ngon. Bạn trai phải trung thủy, không có lăng nhăng. Rồi. À, cũng đừng có tính toán chi bo quá. Không, tính anh cũng không khoáng lắm. Không. Mẫu người lý tưởng mập tướng tá cao thấp mập ốm. Dạ thì 1m7 mà nặng 70kg là thấy tròn tròn là được. Còn bạn mà 79 là nó vượt 2kg rồi. Giảm hơn 2kg là đẹp. Đâu có 77 với 79 là nó dao động trong cái khoảng đó không đó. Ờ, nó thích mập. Nhưng mà số đẹp kìa. Trời ơi, còn số đẹp nữa hả? Bây giờ còn gì nữa không? Dễ nhìn một chút. Tướng tá sao, có tập gym tập gì không? Thích không? Dạ không cần ạ. Không cần đúng không? Dạ. Thích bạn trai mấy muối? Một muối ạ. À. Một muối ạ. À. Một muối ạ. À. Ngay luôn. Mày ngay một muối luôn, đúng không? Một muối luôn. Điều gì không thích nhất ở người bạn trai? Thì em không thích nhất là tính lăng nhăng đó chị. Có lăng nhăng không con? Dạ không. Tướng dạ. Lúc ngủ rồi lăng, lúc nói thì nhăn. Bạn trai cao to đẹp trai rồi, xung quanh phụ nữ nhiều có ghen không? Dạ không. Nó là chủ yếu là do bạn thôi. Bạn muốn thì mình đâu có cản được đâu. Nên em thích tự nguyện thôi. Chính xác. Ta dạ. Là muốn rồi không có cản được. Thành ra dạ. Quan trọng là lòng tin thôi. Con trai muốn tìm bạn gái thì sao? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn là được. Dễ nhìn. Dạ còn cao thấp 50 á, 1m50 đó. 1m50 được. Được không? Nặng
50 kg luôn á. Dạ số, không sao. Số đẹp đâu. Vì là con thấy là cũng dễ nhìn rồi. Dễ nhìn ha. Dạ. Để có... chú qua chú coi coi bạn gái tương lai thế nào. Dạ chào. Ồ, anh. Dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Lấy chồng ở Cà Mau xa lắm. Xa, bữa nay có xe đưa rước đồ bình thường lắm anh. Vậy làm dâu Cà Mau được không? Ở đó có thể lập nghiệp được thì em cũng có thể về được. Ủa nghề em là gì? À em đang là trợ lý kinh doanh. Kinh doanh tức là biết kinh doanh đúng không? Dạ. Em có mơ ước sau này mình kinh doanh cái gì không? Dạ có, có mơ ước em nhiều lắm. Em thì đang làm trong cái ngành là cho thuê thiết bị xây dựng. Thì em cũng đang muốn làm thương mại ngành đấy. À tốt. Anh thấy cô gái bên đây rất là dễ thương đó. Dạ. Bạn trai thích cái người, không thích người con gái có những cái điểm gì? Dạ con không thích mẫu bạn gái mà lăng nhăng hoặc là tính toán hoặc là hỗn hào này kia. Trời ơi, con gái đâu mà tính gái toán mà lăng nhăng hỗn hào mệt lắm. Phụ nữ ít có lăng nhăng, ít có hỗn hào lắm. Dạ. Lăng nhăng chỉ thuộc về đàn ông hơi nhiều. Còn gì nữa không? Dạ không, con dễ lắm, tiêu chuẩn dễ con lắm, dễ lắm. Đơn dạ. Giản quá vậy con. Hồi nãy bạn gái đã kể tật xấu của mình cho bạn trai nghe chưa? Nghe chưa. Mình có những tật xấu gì? Dạ em thì cũng ít tật xấu lắm, chỉ có hay quên là chính thôi. Hay quên? Dạ, những chuyện nào không quan trọng em hay quên lắm. Dạ, còn cái nào mà quan trọng thì em nốt hết rồi. Vậy cũng đâu có sao. Tao thì coi bên đây coi. Chà. Cũng bự dữ hen. Mới 25 tuổi hả con? Dạ. Sao lấy vợ được con? Sớm quá. 25 tuổi con nghĩ là cũng kết hôn cũng là được rồi. Mà chuẩn bị gì chưa mà đòi kết hôn? Thì chuẩn bị, con chuẩn bị được cái nghề nghiệp với kiến thức thôi chứ vật chất nhiều quá thì cũng nhưng mà ba giờ mẹ một phần. Đụng cái lấy vợ về liền rồi sinh sống ở đâu? Con là phụ thuộc cho bạn nữ nữa, hoặc là về quê bạn nữ sống. Hả? Còn ở rể cũng được nữa, hoặc là bạn nữ về nhà cha mẹ sống, tại vì nhà con có hai anh em à. Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn này cũng được luôn. Ừ, có nghĩa là dễ lắm phải không? Dạ, tùy bạn gái quyết định. Dạ. Tại vì con cũng có một người em gái nữa. Con thì nghĩ là nếu mà con nuôi cha mẹ vợ tốt thì em rể con sẽ nuôi cha mẹ con tốt. Hay vậy hả? Dạ. Nghĩ vậy luôn á hả? Dạ. Cưới luôn. Cưới luôn. Con nói thiệt không vậy? Dạ. Con nói thiệt không vậy? Con nói thiệt mà. Chắc cú phải không? Đẹp trai lắm nha. Đẹp trai lắm á. Hốt này, liền. Trai đi với ai? Hốt liền nha. Dạ, dạ. Con đi với dì con. Dì thấy cháu vô tương lai bệnh sao? Nói chung về ngoại hình thì rất là ok. Còn về tìm hiểu thì cũng phải cần có thời gian à. Theo dì thì cháu dì lấy cô gái bên kia về thì có đủ sức lo cho cô gái, và khi mà sinh con đại cái có đủ kinh tế để lo cho cô vợ con không? Theo em nghĩ thì cháu em nó có thể có đủ khả năng đó. Ừ. Nãy giờ giống như qua tìm hiểu thì hai cháu cũng cứ nghe theo trái tim của mình đang mách bảo. Rồi cảm ơn dì. Em gái thì với ai vậy? Dạ em bữa nay em đi với gia đình, với bạn và chị đồng nghiệp ạ. Ba em. Ba em hả? À có ba. Dạ con chào chú. Xin chào chương trình, chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trường quay. Chào cháu trai, con của chú. Thì tính của nó thì nãy cũng đã nói rồi, tính tình cũng vui vẻ, hoạt bát. Nhưng mà điều có cái cũng hơi nóng nóng một chút. Chương trình đã giúp cho hai cháu gặp nhau, thì nếu hai cháu thấy được hợp tình, hợp ý, thì hai cháu cũng tìm hiểu thêm chút nữa để bước thêm một bước tiếp theo. Rồi, bây giờ mình mở rào, mình xem mặt rồi mình nói chuyện coi hiểu không. Mở rào. Rồi. Dạ, rồi, cảm ơn. Em cũng có quà cho anh. Em có một cuốn sách này là mang tên là Đón Nhận Thay Đổi. Mình tiếp thu những cái gì mà thay đổi thì mình sẽ phát triển mình hơn. À, thế nào? Cảm ơn em. Rồi, hai bạn cảm nhận về nhau nói chuyện đi. Anh cảm thấy em như thế nào anh? Tùy nóng tính nhưng chắc mình cũng hiền đúng không? Dạ, em hiền với công ty á. Dạ. Vậy là cũng biết công ty thì sao? Anh có thích nuôi chó không? Có, nhà lúc nào cũng yêu quen lúc nào thích chó. Dạ, nên có được, nếu mà được nuôi thì em cũng rất là thích nuôi một con chó. Được chứ. Có chịu không hay gì? Chịu, anh thích chó với mèo là anh thích lắm. Dạ. Bữa tối em có thường hay đi chơi không? Dạ thì hiện tại em cũng đang một mình á, nên em cũng ít đi lắm, em ở nhà không à. Nên em cũng lên đây để tìm người dẫn em đi. Dạ, anh dẫn em đi không? Dạ đi. Nãy cổ đòi kết hôn sớm đó, bàn với ảnh đi, anh chịu không? Mạnh dạn lên em. Tại trai. Tại sao mà em lại muốn kết hôn sớm? Một mình buồn anh. Thì em buồn. Muốn có một người bên cạnh. Buồn vui mình chia sẻ với nhau. Về tương lai xa hơn nữa thì mình sẽ có những đứa con rồi. Nói chung một gia đình vui. Khi nào thì anh kết hôn được?
Anh thì tính là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. À, kế hoạch cũng giống em. Em có thường hay chửi người khác không? Không à. Dùng từ chửi em... Làm gì tới chửi vậy? Em chỉ hơi lớn tiếng thôi. Đúng rồi. Dạ. Hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Em thấy bạn cũng phù hợp với tiêu chuẩn của em. À, còn tính cách thì còn phải tiếp xúc thì em mới biết được. À. Bạn trai cảm thấy như thế nào? Dạ, em thấy bạn nữ khá ok. Nói chuyện với bạn đi, anh cảm nhận em như thế nào? Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh thấy như thế nào? Em cảm thấy em rất là hiền đó, có nét hiền. Dạ, em hiền lắm. Không gu không? Mắt đẹp. Thôi, dạ, cảm ơn anh. Tại vì thôi giờ người ta chỉ khen em có nụ cười đẹp chứ chưa ai khen mắt đẹp. Có thích không? Dạ, cũng thích. Thích? Dạ. Bây giờ em tiến lên em. Em có thích được không? Em có thích được không? Dạ. Bây giờ em có thích được không? Bây giờ em tiến lên, em tới, em nắm tay cô gái ấy, em tỏ tình với cổ hoặc là em hát tặng cổ một bài. Chứ hỏi người ta em thích anh không? Gái mới gặp lần đầu em thích anh không? Sao người ta trả lời? Con đang bị đau họng, con đọc một bài thơ được không? Thì cũng làm gì làm, đứng lên nắm tay cổ đi. Là mạnh dạn lên. Bài thơ này là trên lúc nãy con đi xe qua, con viết. Mới làm hả? Xúc cảnh thành thơ. Thơ tự làm luôn hả? Dạ. Rồi đọc đi. Có duyên mới gặp một lần, không duyên chẳng gặp lần nào người ơi. Thiền anh hạnh phúc xa khơi, em kêu một tiếng anh bơi vô liền. Mong trời kết chỉ xe duyên, chầu cao anh tới năm sau đón nàng. Năm sau luôn hả? Hay. Có lúc mà con làm thơ đó, con có tưởng tượng ra cô này không? Tưởng tượng ra thế nào? Con cũng có tưởng phần, tại con thích cái mẫu bạn gái hơi thấp một tí. Là tưởng lúc mà làm thơ này là tưởng tượng mẫu đó vậy đó hả? Dạ không nghe bài thơ nhưng mà đúng với của con, cái gu của con. Đúng gu con thì đúng. Dạ. Thì mới đem trầu cao tới chứ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ á là con nói một lời gì mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ gì cô ấy, mình muốn cái gì, một câu nữa thôi, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. À, anh với em gặp cũng là một cái duyên, thì còn cái nợ hay không thì chưa biết, nhưng mà trước mắt thì hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Em đang nghĩ gì về cô gái ấy? Em nghĩ chắc là trong cô gái ấy có nhiều cảm xúc. Sao không biết sao ta nhiều cảm xúc? Con phải biết gì không, con... Nhưng mà con thích những người mà sống nhận nội tâm cái cảm xúc nhiều á, con thích những người vậy. À, chung là thích. Thích. Thôi thích được rồi. Cảm xúc là thích. Đặt tay vào nút bấm nè hai bạn. Coi vậy chứ to to con vậy chứ cũng hiền. Chân thành. Này được đó. Em có thích anh không? Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để tiến đến hôn nhân. Phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây. Đây. Nắm tay bạn gái đi nào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nói một tiếng gì với lại bác đi. Dạ, xin phép bác cho con và... em được hẹn hò. Em tên gì? My. Dạ, cho con và My được Minh. Xin Minh, Thu Minh. Dạ. Cho con và Minh được xin phép hẹn hò với nhau. Dạ, con cảm ơn. Xin nữa. Cho con xin phép được hôn em Minh. Thà hôn trước mặt còn hơn hôn lén lút. Bác đồng ý rồi đó. Chứ tụi nhỏ dễ thương ha chú ha. Đây, những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn ha. Các bạn đưa nhau đi tìm hiểu nhau đi nha. Thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa.
Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Cặp đôi đầu tiên cũng đã thành công. Hai em rất là dễ thương, có thể nói cũng còn con nít lắm, nhưng hy vọng với sự hỗ trợ của hai bên gia đình, hai bạn sẽ tiến xa hơn trên đường hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. Em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều, chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải bệnh nói nghề nhiều nghiệp, ha. Bệnh nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên, đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn, cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng rồi, có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng nhiều năm ạ, 2-3 năm ạ. Rồi bạn gái. Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn ha em? Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại như người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn, là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối à chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiều. Chúc cặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. Đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? Mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái Châu Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lánh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hủi mùi thuốc không được ạ, em bị ngợp. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ, được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. Với lại... gì nữa, yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà không hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. Hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi.
Tiền Giang với Cần Thơ, hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi, giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau à. Lúc nào cũng được hết, làm dâu được không? Anh ở Cần Thơ luôn hả? Anh Cần Thơ, anh con Út. Em con một nên đi xa không được à. Nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rể được không? Bắt làm rể thì mình vẫn chấp nhận. Tại vì mình thương thì mình chấp nhận. Mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em anh 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó. Bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào. Coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp. Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em. Vì mẹ em có việc nên không có đi được. Rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Mẹ trẻ đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp. Thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi. Rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đây hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu vị tới tim và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim ha, tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế không? Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta. Nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa được mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai được lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát.
đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay kích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng à lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dần hơn. Vì mình xa, vì em cùng quá. Rồi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Là đầu tiên em rung như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tay nút bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau, đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đấy. Tay em bị đổ mồ hôi vậy. Không sao em. Tại hồi đó giờ không ai nắm á, nó mới đổ mồ hôi đó. Không sao, tay anh đổ hơn. Trời ơi, tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, sao ấn tượng nha, nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm thấy nhận sao? Như thế nào? Dạ, mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá. Mỗi nhanh quá à. Hùng để lâu lâu Hùng nó miết miết chút xíu là lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên, nó quan trọng lắm. Nào, để y nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu, từ từ, để y nguyên, để y nguyên. Thấy sao? Hả? Hồi hộp. Hồi hộp. Hộp. Em cảm thấy sao? Dạ, cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thích không? Dạ, thích. Dạ, thích. Thích là được rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng các bạn là một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc là Biên Hòa, đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5 triệu 950 ngàn đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, bó hoa của em luôn. Rồi. Tìm hiểu nhau nha, cặp này cũng được đó. Rồi. Hi. Chúc mừng hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái ngồi. Rồi, em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả cùng chị Cát Tường và bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Thiện, em năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Đắk Lắk. Và công việc của em là làm nhân viên viễn thông Viettel ạ. Tức là Thiện ở Đắk Lắk luôn. Dạ đúng rồi. Vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Hoài Linh. Chào anh Quyền Linh, chào anh Nam bên đó. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Tô Đình Ngọc Diệu. Em 27 tuổi, em đến từ Đắk Lắk. Ngọc Diệu 27 tuổi, tức là lớn hơn Thiện 1 tuổi. Dạ.
Có ngại gì vấn đề đó không các bạn? Dạ không sao anh. Diệu là đang làm công việc gì? Dạ em là bác sĩ, hiện em đang làm ở trường đại học Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk á chị. À, đâu hai bạn hỏi thăm coi mình có ở gần nhau không? Em ơi, nhà em ở đâu vậy em? Dạ nhà em ở huyện Krông Búc ạ. Em làm ở Buôn Ma Thuột. Em làm trên đó lâu chưa? Dạ em ra trường được 3 năm, là làm được 3 năm rồi ạ. Nhưng mà em vô Sài Gòn học nâng cao ạ. Em học lên gì em? Dạ em học thạc sĩ ạ. Thạc sĩ. À, khát vọng cũng cao lắm ha. Thạc sĩ rồi tiến sĩ đúng không em? Dạ tiến sĩ chắc chục năm nữa. Nhưng mà hiện tại là mình đang làm việc ở Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đúng không? Dạ em đang làm đề tài tốt nghiệp thạc sĩ ở Sài Gòn. Một năm nữa em sẽ về Đắk Lắk làm. À hiện tại là đang ở thành Sài Gòn. Một dạ. năm nữa mới về lại Đắk Lắk. Dạ đúng rồi. À ráng đợi một năm đi rồi mình sẽ về quê luôn. À rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì Diệu? Dạ em sống rất là lạc quan, vui vẻ, hay cười. Em cũng biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm đồ handmade, biết hát, biết múa, biết nhảy. Trời, biết nhiều thứ quá. Cũng nhiều chị. Thời gian đi học, học lên cao mà còn biết đủ thứ. Như vậy là quá tuyệt vời. Cô bác sĩ bên kia hơi đa tài đó nha. Nếu mà là bác sĩ thì chắc nhà em rất là hợp. Tại vì nhà em có anh làm dược sĩ, rồi có anh đầu làm bác sĩ đang làm ở trong Đồng Nai. Con em là gì sĩ? Dạ em cũng có chút nghệ sĩ anh. Có không? Dạ có. Có biết hát hò gì không? Dạ em biết hát rồi biết chơi đàn. Ồ vậy là cũng nghệ sĩ rồi. Dạ. Anh nghĩ rằng là em hát một cái bài nào đó cho nó không khí thử coi sao. Dạ có cái đặc biệt là em muốn hát trực tiếp cho bạn nữ nghe. Trực và tiếp em hả? Em sẽ hát bạn nữ qua một cái điện thoại. Là sao? Dạ. Là gọi điện thoại đó hả? Dạ gọi điện thoại. Em hay hát cho bạn nữ nghe qua điện thoại di động. Vậy giờ lấy điện thoại di động ra đi. Dạ điện thoại không có anh. Em sao là có chuẩn bị điện thoại khác đặc biệt hơn anh. Thôi gì? Dạ dạ đây ạ. Dạ. À cái này trò chơi ngày xưa đó mà. Dạ đây là chiếc điện thoại đầu tiên em xài anh ạ. À bây giờ anh sẽ chuyển điện thoại qua anh kia cho bạn gái nghe ha. Muốn hát hò gì đó hát. Rồi đây trái tim này nằm bên kia. À, tôi nghi lắm rồi, tôi nghe tôi biết cái lon rồi. Đó. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo. Alo em nghe rõ không em nghe ơi? Nghe rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy giọng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm. Đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Không có cái lon này nghe rõ không? Cũng rõ. Rõ luôn. Nói chung bạn trai muốn nhắc về một cái ký ức ngày xưa ha. Quan trọng là cái điện thoại có trái tim rồi, nha. Cái này để giữ làm kỷ niệm ha. Rất lãng chút mạn. Chút xíu hai bạn đem về để ở chung phòng á. Rồi cái mình gắn mỗi đứa nghe cái cho nó chơi. Bữa nào gây lộn cũng gắn cái này nghe. Cãi nhau cũng vui. À hai bạn nãy giờ mình nói ưu điểm, mình chưa có ai nói khuyết điểm hết ha. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là về giao tiếp. Người ta nói là bị chậm một nhịp á chị. Nên là trong giao tiếp thì em thường hay cười trừ, chứ đối đáp thì cũng không có nhanh chạy cho lắm. Người giỏi cái này phải giờ mà dở cái khác. Bạn trai có khuyết điểm gì không em? Dạ tính em hơi bề bộn cẩu thả. Ở nhà đồ đạc em hay vứt lung tung, nhiều khi em không có nhớ. Nhỏ em hay có tính là tẩy máy. Đồ đạc ở nhà là không bao giờ yên với em hết á. Tivi hay tủ lạnh gì là em hay Tháo ra em coi hết trong đó. Ráp vô. Dạ, mà ráp vô có lần không coi được anh. Thiếu đúng không? Em thiếu hoặc là dư. Em ráp vô không biết sao, em ráp y chang gì mà không coi được. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em nhỏ lớn giờ chưa yêu ai. Nhỏ lớn giờ chưa yêu ai? Sao vậy? Lý do? Cũng giống như là trong giao tiếp em bị chậm một nhịp thì trong tình cảm cũng giống vậy á chị. Em cần nhiều thời gian để mà có thể... Trong điều trị em có chậm một nhịp không em? Dạ không, trong điều trị thì chậm mà chắc em. Đúng rồi, trong điều trị mà chậm một nhịp là hậu quả nghiêm trọng lắm á.
bạn nam nói chung cũng phải kiên trì một tí thì mới có thể làm cho em rung động được. 27 năm nay thì chưa có ai đủ mặt dày để rước em đi. À, phải kiếm một người có mặt dày mới được đúng không? Mà hồi đó giờ chưa có ai đeo đủ em luôn hay sao? Dạ có, nhưng mà họ không có kiên trì lắm. Em hơi lơ lơ cái là họ cũng dê luôn. Mà em có thích người ta không mà em lơ? Chưa thích chị, chưa thích lắm. Tại vì em chưa thích lắm, chứ nếu em thích lắm em đâu có lơ. Hy vọng bữa nay không có lơ nha. Em có kiểm tra lại cái giới tính của mình không? Nhiều đêm cũng vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhưng mà trước giờ chưa thích bạn nữ nào theo cái kiểu đó hết. Nhưng mà vậy là em chưa có được nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ. Chưa có. Dạ. À, bạn trai thì sao? Có mối tình nào chưa em? Dạ, em thì từ trước đến giờ thì em đã trải qua 2 mối tình. Dạ, một mối tình thì từ thời học sinh sinh viên. Bỏ qua. Mối tình mới nhất. Mối tình mới nhất thì cách đây khoảng hơn 1 năm. Tại vì vấn đề bên đạo. À rồi. Thôi chuyện đó mình phải chịu thôi ha. Chuyện cũ bỏ qua. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là sao em trai? Dạ. Có chút nữ tính với lại có chút nữ tính thôi hả? Dạ. Bên kia có chút nữ tính đó. Nhà em thì không có con gái cho nên là ba mẹ cũng rất là thương nếu mà ai chịu đồng ý về làm dâu nhà em. Rồi, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người có thể khiến em cười cả ngày. Chỉ vậy thôi. Chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ngoại hình, tính cách. Ngoại hình thì nói chung nó chỉ là cái phần giá trị gia tăng thôi. Đẹp trai thì tốt, mà không thì cũng không sao. Có cái điểm nào em không thích ở người đàn ông? Em không thích một người kỹ tính, gọn gàng quá. Thích hơi xề xòa một chút. Nói đây ở đâu có dọn đâu, cả tuần không dọn. Dạ. Đó. Dạ em nghe cái đó em đúng rồi. Khoái rồi. Em nói coi, khoái em. Mốt em về em dọn chết luôn á, chứ em khoái cái gì không biết. Dạ, em thích dọn dẹp nhà chị. À, thích dọn dẹp nhà vậy là làm dâu được, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. À, chừng nào đám cưới được em? Dạ, nếu tốt thì khoảng chừng 1 năm đến 2 năm chị ạ. Ví dụ sau này lấy cô về rồi nhưng mà cô vẫn muốn học lên nữa, còn học lên tiến sĩ nữa. Dạ học được hết chị. Cho. Sao chị? Dạ được. Rồi có phụ cô nuôi nuôi con, chăm sóc dọn dẹp nhà cửa cho cô đi học không? Dạ cái đó thì em biết làm chị ạ. Cái này em có chắc thể. À? Dạ chắc chị. Có ra lăng không? Dạ em cũng vừa vừa chị. Không thấy nghĩ ra mấy trò đó là thấy vui rồi. Dạ. Cố gắng cứ lâu lâu tạo ra một trò vậy là hạnh phúc rồi đó. Dạ. Nha. Rồi mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với má với mấy dì ạ. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh. Chào cháu trai trên chào đó. Cô ạ. Dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Mình cũng thường theo dõi chương trình này lắm. Dạ. Thì mình thấy chương trình cũng rất là hay. Thì cũng chính mình là động viên Diệu là đăng ký chương trình để may ra là có một cái cơ duyên nào đó mà cháu có thể là có một tình yêu. Chứ vì mẹ thấy con 27, 28 tuổi rồi mà không dẫn bồ về nóng ruột lắm. Cháu bên này thì mới nhìn thì cái ngoại hình thì cháu hơi nhỏ con. Nhưng mà cháu ăn nói rất là có duyên. Nhìn thì cháu cũng hớn hỉnh, vui vẻ. Như vậy là vô là hợp với gia đình mình. Chứ cái cậu nào mà vô mà nhà mình thì hay nói giỡn, mà nói giỡn không hiểu là chết. Cậu thanh niên này thì nhỏ hơn con 1 tuổi thì má cũng thấy hơi lo lo. Là vì con gái mà lớn hơn tuổi rồi, không biết sau này con có già hơn cậu bên này không. À, nhưng mà thôi thì cũng là một cái duyên. Cậu thanh niên này với con thì bấm nút tìm hiểu nhau đi, rồi là để mình có một cái mối tình đầu. À, má sợ con gái chưa có mối tình đầu hả? Cảm ơn cô. Trời ơi, có người mẹ dễ thương quá. Thôi giờ nói gì vài tiếng với cô đi. Nếu mà được phép mà chăm sóc bạn gái bên cạnh con cô thì con sẽ hứa sẽ hết lòng chăm sóc cho bạn ấy. Nhưng mà với Diệu nó hơn con 1 tuổi. Dạ. Thì con có vấn đề đó thì cũng không có quan trọng lắm cô ạ. Dạ, miễn sao hai đứa mà hợp nhau là được. Rồi cô yên tâm rồi hát cô ha. Bấm nút đi kiếm mối tình đầu đi. Rồi. Nay bạn trai đi với ai? Dạ, thì hôm nay thì em đi với anh trai em. Dạ. À, anh ruột hả? Dạ anh ruột. Anh cả hả? Dạ, dạ. Dạ chào anh. Chào chị Tường và anh Linh. Chào tất cả các vị khán giả đang xem chương trình truyền hình. Em tên là Nguyễn Văn Tiến, thì là anh cả của Nguyễn Văn Thiện. Em là bác sĩ, làm ở Đồng Nai. Anh nhận xét cô gái như này như thế nào? Về cô gái này, ngoại hình thì rất là dễ thương và rất hợp với Thiện. Thôi, bây giờ thì chúng ta kéo màn cho hai bạn gặp mặt đi. Mở rào. Là
lần đầu gặp em thì anh có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ em cảm ơn, em rất là thích ạ. Còn cái này là cái quà em tự làm, còn cái cây này là má em trồng ở Đắk Lắk đem vô. Dạ em cảm ơn. Rồi chúng ta sẽ tâm sự với nhau đi nè. Nếu mà hai mình quen nhau thì em nghĩ là mình bao nhiêu lâu sẽ tiến tới hôn nhân được? Nên là một năm trở lên thì mình mới có thể hiểu hết được nhau ạ. Một người đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Buôn Mê Thuột đó, thì chúng ta sẽ hẹn hò cách nào? Nếu mà em trống thời gian rảnh thì em có thể sắp xếp vào thăm bạn nữ được. Dạ em bây giờ đang làm đề tài thì cũng hay về. Em cảm nhận về người đối diện em như thế nào? Em cảm nhận thì bạn nữ nhìn rất là hiền, rất là nhân hậu. Gia đình có ở đây chắc ba mẹ sẽ đồng ý hết. Cảm ơn. Nãy bạn gái nói là bạn gái làm đủ thứ hết trơn á, bây giờ em biểu diễn một cái tài lẻ nào đó tặng bạn trai được không? Dạ anh có sẵn lòng người nghe coi không ạ? Okay. Wow. Wow. Quá dữ luôn, thấy chưa, chịu nổi không? Chết rồi, chịu không nổi rồi. Bác sĩ cũng có bác một cái sĩ nha. Tinh thần nghệ sĩ nha. Anh có cảm thấy là nó hơi quá không? Không, cái này bây giờ thì thấy bình thường, em đâu có gì đâu. Cho cuộc sống nó vui hơn. Quá hay. Đâu có gì đâu mà quá đâu em. Không có gì phải bó buộc hết nè. Rất là dễ thương đấy, lúc nào mà anh giận lên em nhảy một bài hết giận. À, chúng ta nói xíu về tương lai đi. Tiền bạc ai lo, con cái thế nào? Thử xem một vẻ bức tranh hạnh phúc thế nào. Nếu sau này thì hai đứa có đến với nhau thì tiền bạc thì nếu mà em làm ra thì em giao cho vợ em giữ hết, em không giữ. Em cũng tự nguyện giữ tiền của anh. Con cái như thế nào? Anh thì anh thích là hai đứa con trai, một đứa con gái. Thì dạ. Gia đình nó sẽ rất là nhìn nó lớn mạnh và nó ổn định. Con do ông trời ông cho thì mình nhận thôi chứ cũng không có tính trước được. Anh đến đây là anh mục đích chính là anh cũng muốn tìm một người nào đó để đi với anh trong cuộc đời này. Hôm nay anh đã tìm đúng người. Mong thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho nhau để tiến tới một cái mối quan hệ rất là tốt đẹp sau này. Dạ. Em cũng tới đây là cũng làm nghiêm túc muốn tìm một mối quan hệ để xây dựng gia đình. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta đến đây ai cũng vậy, rất là nghiêm túc. Thành ra không bấm nút vì bất kỳ điều gì mà chúng ta bấm nút vì trái tim của mình thôi các bạn nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Ủa, sao em? Em có bấm không chị? Em có bấm không? Có. Lo quá thì em bấm chậm đúng không? Em có bấm mà hình như nó chưa có vô. Đấy, một chút xíu trục trặc nho nhỏ. May mà cái duyên nó cũng đã đến ha. Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Con xin phép con hôn bạn. Nụ hôn đầu đời đầu gái nha. Đây. Bạn trai tuy là nhỏ tuổi một tuổi nhưng mà rất là chững chạc nha cô nha. Đấy, chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc sớm nhất. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà. Tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagyo ở tất cả các hệ thống Yagyo trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagyo trị giá 8.690.000 đồng.
Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rồi, hãy đưa nhau đến đập phim để chia sẻ, để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn nha. Cái này vô gặp phim hai đứa móc điện thoại nói chuyện với nhau vui lắm. Máng gì đi về luôn đi. Rồi, vô kia nói chuyện với nhau. Còn bây giờ có lẽ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai thôi mọi người nhé. Em hâm mộ câu lạc bộ nào ạ? Đội tuyển nào mà trai nó đẹp đẹp thì em xem thôi ạ. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7. Hả? Cái gì mà không thích người đàn ông nữa không? Dạ được rồi chị. Anh cứ giống chị luôn hả ta? Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi trai giới thiệu về mình đi. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường và xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Thanh Hiếu ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em đến từ Bình Định. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, sống ở quận 9 và em làm việc ở Đồng Nai. Sống quận 9, làm việc Đồng Nai, quê Bình Định, sao nhiều chỗ quá. 30 tuổi hả? Dạ. Hiếu 30 tuổi. Dạ. Làm văn phòng nhưng cụ thể là làm gì? Dạ em đang làm là việc quản lý kho của công ty Cám ạ. Quản lý kho. Rồi. Mời bạn nữ. Dạ, em tên Nguyễn Thị Phúc, em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Hiện nay em đang làm nhân viên văn phòng tại quận Thủ Đức ạ. Vậy sát Đức cơ quận 9 là cũng gần rồi ha. Hai bạn quê cùng Bình Định luôn. Đâu hai bạn hỏi thăm thử coi Bình Định có gần nhau không? Bạn ở Bình Định mà ở khúc nào ạ? Anh ở Bình Định, anh ở Phú Mỹ em ơi. Còn Mỹ. Em? Dạ em ở Hoài Nhơn mà ở khúc Tam Quan Nam á, ngang chỗ Sư Dừa luôn. Dạ em tới Hồi Hương chưa? Dạ cũng khúc đó luôn á anh. Khúc đó có bà con gì không? Dạ có. Hỏi coi có quen bà con gì không? Có bữa cặp lên đây nói hồi lòi ra bà con thì về đó. Hỏi đi, hỏi cho chắc đi. Em có ngay cái đoạn mà chỗ cái cầu đường sắt bắt đi qua mà gần tới đèo Bình Đê đó, em có đoạn đó không? Dạ không, em ở ngang chỗ đoạn mà gần giáp Quảng Ngãi luôn anh. Gần giáp Quảng Ngãi là gần đèo Bình Đê rồi. Hỏi xem em thích gì, có hỏi vòng vòng có quen được nào chưa? Ưu điểm em gì, nhược điểm em gì, hai người nói chuyện luôn đi. Ưu điểm của em là gì em ạ? Ưu điểm của em là dễ gần, rất là thân thiện, biết nấu ăn, biết cắm hoa, biết may vá quần áo. Còn ưu điểm của anh là gì ạ? Ưu điểm của anh là coi như năng động, nhiệt tình, biết nấu ăn, biết làm việc nhà và biết chơi đa số các môn thể thao. Em cũng rất thích cái môn thể thao. Anh có biết bóng chuyền không ạ? Anh biết bóng chuyền, em có thích bóng đá không? Dạ có, em cũng thích bóng đá. Hồi học trung học em có làm thủ môn bóng đá. Em hâm mộ câu lạc bộ nào ạ? Em không có hâm mộ câu lạc bộ nào, tại đội tuyển nào mà trai nó đẹp đẹp thì em xem thôi ạ. Rồi, ưu điểm là bây giờ hỏi khuyết điểm của nhau đi. Để cho biết cái tật xấu của nhau. Khuyết điểm của anh là gì ạ? Tại vì tính anh hơi nhiệt tình nên là thường đa số bạn bè lũ đi nhậu đi chơi thì anh thường khó từ chối. Với đói thì anh hay dễ quẹo. Anh có nhậu nhiều lắm không ạ? Thỉnh thoảng thôi, tại vì có công việc đi làm nên là cũng không có nhậu nhiều. Chỉ có dịp cuối tuần đi nhậu với em với hoặc qua nhà anh em bà con thôi. Còn khuyết điểm của em ạ? Em nói chuyện không có được khéo léo cho lắm, hay làm mít lòng người khác. Với lại hơi nóng tính xíu. Không sao, hay nóng tính thì anh diện được mà. Em gái có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Lý do là sao chia tay? Dạ em chia tay cách đây 3 năm. Là lúc đó em còn sinh viên nên chưa được trưởng thành, chưa thấu hiểu nhau. Còn bạn trai, mấy mối tình rồi em? Dạ, thưa chị em có 2 mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là được 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen nhau được 2 năm, chia tay cách đây cũng được 3 năm ạ. Tại vì mối tình đầu thì bạn gái đi du học bên Nhật. Mối tình thứ hai thì em với bạn gái cũng xác định nhưng mà gia đình nhà bạn gái xem tuổi bảo là không hợp nên là chia tay ạ. Thế gia đình em có coi tuổi gì không em? Dạ không ạ. Không hả? Chứ để quen xong thời gian rồi coi tuổi không hợp rồi mất công lắm. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái trang tình yêu mới ha. Một cái hạnh phúc mà chúng ta đang rất là cần kề. Hy vọng các bạn sẽ hợp ý với nhau. Xin hỏi bạn gái là bạn muốn tìm một người bạn đời như thế nào?
Dạ, em muốn tìm một người không có gia trưởng, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Nhậu nhẹt thì ít thôi. Trai bên đây dọn dẹp được này em có nói được. Nhưng vấn đề gia trưởng có không? Em không gia trưởng. Không gia trưởng. Nhưng ngoại hình? Cao trên 1m7, tại em cao lắm. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7. Hả? Em cao 1m7, yên tâm, bên đây 1m9. Rồi, được rồi, 1m9 yên tâm. Không có hút thuốc nữa vậy? Không hút thuốc, chào dạ. Em gái, rất dễ thương. Em có hút thuốc không? Dạ, em thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng thôi, có thể bỏ được không? Khi mà công việc áp lực với hơn nữa, khi đi nhậu em xỉn thì em hút thôi. Vậy là thỉnh thoảng thôi. Em cứ gặp mùi thuốc là em tránh xa xa. Yên tâm, quen là em cứ tránh hoài là bỏ, thấy không? Dạ. Rồi, còn cái gì mà không thích người đàn ông nữa không? Dạ được rồi chị, dạ, anh. Anh cứ giống chị đó mấy ta. Nhiều người cứ nói chị Quyền Linh không à. Chắc là phải về kiểm tra lại giới tính của anh coi sao. Ha, thì ghét. Cô gái bên kia rất là xinh, rất là cao. Mà anh thấy em cũng cao nữa. Em cao 1m7? Dạ, em cao 1m76 ạ. 76, được chưa? Bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được nè? Nếu mà em cảm thấy được thì khoảng nửa năm. Nửa năm? Một năm. Làm dâu được không? Dạ được. Được đúng không? Không ngại gì hết ha. Khỏe. Chào chị ạ. Cao ha, 1m76. Bao lâu tiến tới hôn nhân được em? Dạ, em thì cũng như bạn gái tầm nửa năm cho tới một năm ạ. Còn nếu được sớm hơn cũng được ạ. Sớm hơn cũng được? Dạ. Sớm hơn về lấy cưới giờ ở đâu? Dạ, thì hiện tại thì coi như em ở đây thì em đang ở trọ ạ. Nhưng mà em nghĩ trong 2-3 năm nữa thì em có thể... Ở định cư trong Nam luôn hay về là Bình Định? Dạ, em định cư trong Nam luôn. Định cư trong Nam luôn. Em quay qua bên anh Linh coi. Rồi cái tóc em cắt là model gì vậy? Dạ, cái tóc em ở xong em đọc nó nguy hiểm lắm, nó bị ấy. Một bên láng con vậy đó hả? Còn bên nó dài vậy đó hả? Em không biết ra vào tiệm cắt tóc người ta cắt sao thì về vậy. Cũng điệu lắm rồi nha, em có ghen không em? Dạ, có. Có, bên đây là đeo đồng hồ, đeo nhẫn, đồ tóc tai, đồ ghê gớm lắm. Nói chung em cũng hơi thích bụi bụi xíu. Phải không? Bụi thì không biết có bụi không nhưng mà cũng là fashion đó. Thôi được rồi, gặp này thì thấy được ổn rồi đó. Cái chiều cao như em là kiếm người cao hơn là cũng hơi khó. Dạ, phần ế là cũng cao quá. Đó. Trai có yêu cầu gì người phụ nữ không? Dạ, em không thích một người phụ nữ tính tình coi như hay soi mói. Soi mói? Dạ, em không có soi mói đâu anh. Nhìn thẳng chứ không có soi. Phải biết kính trên nhường dưới, như thế được rồi. Thế được rồi. Anh nghĩ cô gái bên kia có đầy đủ những cái yêu cầu của em rồi đó. Bây giờ mình khảo sát người thân như thế nào? Hôm nay em đi với ai? Em đi với đồng nghiệp và em gái của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và anh trai và toàn thể quý vị ngồi đây ạ. Dạ em tên là Huyền, em là đồng nghiệp của chị Phúc ạ. Hai người tới đây cũng là cái duyên rồi, ảnh cũng có nét hợp với chị Phúc ạ. Dạ. Hợp không? Dạ hợp. Hợp để gì? Cao giống nhau anh. Cao hả? Dạ. Cao chưa nói lên điều gì, quan trọng là cái cách sống, cái cách cư xử, cách giao tiếp hàng ngày mà em thấy của chị đó có hợp với ảnh hay không? Dạ cũng có ạ. Cũng có luôn hả? Dạ. Em thấy hai người bấm nút được không? Dạ được ạ. Cái ý kiến của em gái coi em ruột phải không? Em thấy sao? Anh rể tương lai được không em? Dạ vâng, em chào chị Cát Phượng, Cát Tường ạ. Và anh Quyền Linh ạ. Đi về luôn ạ. À, dạ vâng, em thấy anh hôm nay, anh đây nhìn cũng ngang ngang với chị ạ. Cũng bụi giống chị ạ. Gọi là có cái tính cách cũng giống giống với nhau. Và em thấy hình như là anh đây cũng gần gần ở nhà mình, với lại em cũng thấy quen quen nữa. Quen nữa hả? Dạ. Không biết là có gặp hay không. Em có gặp trong đám giỗ, đám quải, đám cưới sinh nhật lần nào chưa? Dạ không, nhìn hai anh chị rất là hợp ạ. Chị em có tật xấu gì nãy giờ chị chưa nói không? Dạ, con cái là chị rất là khó tính ạ. Nhưng mà chị nhanh nguôi lắm ạ. À, giận đói mà nhanh là cũng vui đó phải không? Vậy không sao. Dạ vâng. Rồi nói chung là cặp này bấm nút không? Dạ được ạ. Được ha. Dạ vâng. Ủng hộ ha. Dạ. Cảm ơn em. Theo khảo sát hai đứa em gái thì bấm nút hết á. Giờ tới khảo sát đàn trai coi sao. Dạ, hôm nay em đi với hai đứa em họ của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào mọi người khán giả trong trường quay. Thì em là em họ của anh Hiếu. Hai anh em là chơi với nhau từ rất là nhỏ rồi, nên là em là rất hiểu tính anh Hiếu. Tính anh em là rất là chung thủy. Anh em là một người rất là thấu hiểu, rất là thấu hiểu cái suy nghĩ của cái người đối diện. Hai người đến đây á thì cũng là một cái duyên, thì hai người tạo cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Như vậy là cũng một phần nào hiểu về bạn trai bên đây ha. Rồi, bây giờ mở cửa hàng rào ra. Tâm sự.
Đến chương trình đúng không anh đàn em? Trời, hai người cao dễ sợ luôn quá. Rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Em có biết sao anh tặng em hoa hướng dương không? À, hoa hướng dương một phần là thể hiện là tình yêu vĩnh cửu. Anh muốn em lúc nào cũng tươi tắn xinh đẹp như một bông hoa hướng dương hướng luôn hướng về. Dạ, em cảm ơn ạ. Cái gì đó? Cảm nhận lần đầu tiên như thế nào? Em à, anh đã đi 1/3 quãng đường, hy vọng 2/3 quãng đường còn lại sẽ có người đi cùng. Và anh mong người đó là em. Anh này cũng lãng mạn dữ ha. Tặng hoa rồi, thơ rồi. Vậy anh hỏi thiệt bạn trai, trước khi bạn viết cái câu đó đó, bạn có tưởng tượng được cái người mà hôm nay bạn gặp mặt không? Em cũng tưởng tượng người hôm nay em gặp mặt người tóc khoảng tầm ngang vai, mặc váy màu trắng. Có tưởng tượng tóc ngang vai mặc váy trắng nữa hả? Wow. Em thấy bên anh này cũng nhìn hiền, cười cũng có duyên. Em là